ích gì cho các em tại thời điểm hiện tại hay là trong tương lai, trong với cái nghề nghiệp của mình. Chứ đôi khi chúng ta học qua một cái môn rồi chúng ta chỉ biết là cái môn này để trả bài hay là làm bài trả thi rồi chấm hết, thì điều đó nó thật sự là một cái điều cũng chưa phải là mong muốn của những người giảng viên. Thì bộ môn tâm lý cũng vậy, cũng muốn cho các em theo khi học cái hết tất cả các bài học 14 bài của môn tâm lý học trong cái giai trong quá trình đào tạo hai giai đoạn 2 năm của các em y khoa đối với ngành khối y nha, vượt nha dược. Thì cái điều mong muốn là áp dụng cái việc tâm lý, cái kiến thức mình đã học trong cái thực tiễn đời sống của chúng ta, thì nó có ý nghĩa là ở thời điểm hiện tại khi mình chuẩn bị mình ra trường trong quá trình học tập, cũng có ý nghĩa trong cái việc hành nghề sau này, hoặc là trong cái việc cư xử trong cái cuộc sống bình thường của chúng ta, suốt cuộc đời của chúng ta. Vậy thì cái sự dung nạp, cái sự ứng dụng của mỗi cá nhân của các em ở sẽ mỗi người sẽ khác nhau. Mỗi người sẽ thấy thích thú điều này hay ứng dụng được điều này, có người thích thú điều kia, ứng dụng điều kia là do mỗi cá nhân. Nhưng mà thầy mong rằng cũng ít gì các em cũng có thể ghép được, có thể apply được một số kiến thức mà bộ môn tâm lý đã trao lại cho các em để các em ứng dụng trong cái cuộc sống. Nó không bao giờ là đủ, nó không bao giờ là đến đến gọi là hoàn hảo. Ngay cả thầy hoặc là những người chuyên gia cao cấp hơn lớn tuổi hơn cũng vậy thôi. Cái việc ứng dụng cái kiến thức tâm lý trong cuộc sống dường như là vô hạn, nó không có thể nào mà có một cái điểm điểm đến dừng lại. Tuy nhiên nó sẽ ở mỗi lĩnh vực, mỗi thời gian, mỗi thời điểm, mỗi hoàn cảnh nó sẽ có một cái sự hữu ích, cái sự hợp lý trong cuộc sống của mình. Thì đó chính là cái nội dung chủ yếu của cái bài tâm lý học và đời sống. Thì mục tiêu của chúng ta thì thầy lướt qua cho giúp thầy các em hiểu được những cái khái niệm về lĩnh vực tâm lý và đời sống. Thứ hai, các em hiểu được những nguyên tắc vận hành của tâm lý và cái thực tiễn bên ngoài nó đến với các em. Đó, có nghĩa là tiêu điểm trọng tâm của một đời sống là gì, rồi ứng dụng thực tiễn. Thì cái mục tiêu của bài học nó cũng rất là fix và nó không có rời rạc. Thì đầu tiên thầy muốn nói đến các khái niệm về tâm lý học trong cái đời sống này. Khuôn mẫu của đời sống chúng ta phải hiểu được, do dù một cái người ở nông thôn, một dân tộc thiểu số, hay một người ở châu Phi xa xôi hay là ở rừng rú, cái điều mà con người mong muốn tới đó là được an nhiên, được lành mạnh, được vui vẻ, được hạnh phúc. Đây là một cái mục tiêu hầu như tất cả những con người được gọi là con người, không có người nào loại trừ cái điều này cả. Thì những câu hỏi đặt ra để chúng ta tiếp cận cái bài học này là như gì, là như thế nào? Chúng ta tự hỏi mình là mình mong muốn điều gì trong đời sống của mình. Có bao giờ các em tự đặt ra một câu hỏi như vậy không? Rồi các chuẩn mực của một đời sống hoàn hảo đối với mình là gì? Làm sao để có được cái đạt được mục tiêu đó? Điều kiện cần và đủ là gì? Nếu chúng ta chú ý vô cái sự trí tuệ phát triển về vấn đề trí tuệ, kiến thức, những vị trí xã hội, những cái kế hoạch, những cái dự án nhân dân trong cuộc đời của chúng ta, có thật sự chúng ta đạt được cái sự hạnh phúc hay không? Nó có phải là một cái khía cạnh để mà chúng ta hoàn toàn dựa dẫm vào nó hay không? Hay còn có những cái khía cạnh khác về mặt cảm xúc nữa? Rồi các quốc gia trên thế giới, những cái quan niệm sống của họ khác biệt như vậy, thì liệu chăng cái vấn đề tâm lý nó có sự xung đột hay không? Cái sự hoàn hảo với cái con người này nó khác với sự hoàn hảo của quốc gia khác hay không? Như
Như nãy em Vũ mới nói hồi nãy, người Hồi giáo người ta nói sự đoan trang liêm chính là một cái việc khăn che mặt không ra ngoài đường, đó là người ta cảm thấy hạnh phúc. Còn ở thế giới phương Tây hay là những thế giới khác thì cho rằng đó là một cái sự ức chế hay là một sự cưỡng cưỡng ép rất nhiều. Cho nên chúng ta cần phải có một cái nhìn nhận ở mức độ cá nhân cho đến mức độ tập thể, đến mức độ khu vực, đến mức độ chủng tộc, mức độ quốc gia hoặc mức độ toàn cầu. Cái khái niệm về hạnh phúc, một sự cuộc sống hoàn hảo, nó luôn luôn có những cái thước đo, những cái chuẩn mực. Thì bài học hôm nay thì chỉ giới thiệu những cái chuẩn mực chung. Do vậy, chắc chắn sẽ có nhiều phản biện, chắc chắn có nhiều quan điểm khác biệt. Đó. Thầy muốn chia sẻ những cái tiêu chuẩn chung, những cái thước đo chung của một đời sống hoàn hảo và liên quan đến các hoạt động tâm lý. Thì đầu tiên chúng ta sẽ hiểu rằng các khái niệm về đời sống tâm lý học nó tiếp cận có nhiều lĩnh vực lắm. Lĩnh vực sinh học, lĩnh vực xã hội, lĩnh vực tâm lý, lĩnh vực tôn giáo, triết học, vân vân. Mỗi sự tiếp cận nó đều đưa ra những cái lý luận, những giả thuyết để nó chứng minh được một cái đời sống thật sự hoàn hảo là gì. Đối với tôn giáo, ví dụ như người ta cho rằng đời này là cõi tạm, có một thế giới khác, cần phải trở về cái thế giới niết bàn hay là thiên đàng, hay là một thế giới tâm linh, đó mới thật sự là cái cuộc sống. Còn cuộc đời này là cõi tạm thôi, nghĩa là tạm bợ thôi. Đối với các trường phái về mặt sinh học thì người ta cho rằng miễn cái sức khỏe của người khỏe mạnh, không bệnh tật là hạnh phúc rồi. Đối với những lĩnh vực xã hội học, người cho rằng là sự tương tác giữa cá nhân ta với những người xung quanh, người khác là một cái mục tiêu quan trọng. Anh có nghèo nhưng mà anh thể hiện cái sự hòa bình, yêu thương với người khác thì của anh cũng hạnh phúc. Anh giàu có mà anh không thể hiện cái sự tương tác tốt, sự hòa hảo tốt thì cuộc sống anh cũng không hạnh phúc, nhiều người thường ghét và anh cũng sẽ bận tâm lo tiền mất hay là lo kiếm tiền nhiều hơn, vân vân và vân vân, nhà cửa xe hơi vân vân. Còn các trường phái tâm lý học nói về cái vấn đề này như thế nào thì có nhiều cái lĩnh vực các trường phái, trong đó trường phái hiện sinh cho rằng chúng ta sống ở thời điểm này, trong bối cảnh này, là cái hoàn cảnh này nó sẽ sinh ra cái sự giác thức tỉnh hoặc là cái nhận thức của chúng ta tại thời điểm này và không gian này, có nghĩa là trên bối cảnh here and now thì nó mới đạt được cái sự hạnh phúc đối với chúng ta. Do vậy hôm nay tôi có thể ăn, tôi không có tiền nhưng mà tôi ăn cháo, ăn đậu hũ, tôi cũng cảm thấy vui vẻ. Và thời điểm khác tôi có nhiều tiền hơn, tôi có thể nhà hàng năm sao gì đó, tôi ăn sơn hào hải vị gì đó cũng được, có nghĩa là here and now. Bối cảnh hiện nay tôi có thể nhận thức được cái trách nhiệm của tôi với gia đình là như vậy, tôi cảm thấy hạnh phúc. Và thời điểm khác tôi cũng thấy cái trách nhiệm này nó ở cái khía cạnh rộng hơn đối với cộng đồng thì tôi sẽ hạnh phúc, hoặc ở quốc gia, hoặc là rộng hơn nữa trên thế giới hay nhân loại, thí dụ như vậy. Đó đó là một cái trường phái tâm lý học hiện sinh ở quan điểm các khái niệm về đời sống như vậy. Như vậy đời sống thật sự nó liên quan đến hai lĩnh vực, qua tất cả các học thuyết giả thuyết mà chúng ta thấy ngoài cái vấn đề tôn giáo ra thì nó chỉ liên quan hai lĩnh vực, thứ nhất là mặt sinh học cơ thể, thứ hai là mặt tinh thần hay còn gọi là tâm lý, mà đó là cái sự thức tỉnh của chúng ta đối với một cái thời điểm, đối với người khác trong một cái bối cảnh thực tế hiện tại. Bởi vì chúng ta sinh ra là một cái sự vô nghĩa. Tại sao có vô nghĩa? Em nào chứng minh được tại sao chúng ta sinh ra là một sự vô nghĩa? Câu nói đó chưa sai. Em nào có ý kiến khi mà nghe được câu đó? Xin mời em tham gia. Tại sao nói con người sinh ra là một sự vô nghĩa? Bản chất nó là một sự vô nghĩa. Đối với cá nhân đó.
vô nghĩa đối với cá nhân đó. Em nào nói được, giải thích được, đó là tâm lý học hiện sinh đó. Tại mất đất. Dạ thưa thầy, theo em là tại nói là con người sinh ra là vô nghĩa, thì em nghĩ là khi mà mới sinh ra thì bản thân của cái của đứa bé đó, nó tại vì nó còn nhỏ cho nên là nó chưa cảm nhận được những cái giá trị, cũng như là ví dụ như là hạnh phúc là gì, sức khỏe là gì, tiền bạc là gì, những cái yếu tố tinh thần trong xã hội, thì đứa bé đó nó chưa cảm nhận được, và nó cũng chưa làm tức là chưa tạo nên được cái giá trị tinh thần hay là giá trị nào cho xã hội. Vì vậy cho nên tại cái thời điểm mà một đứa trẻ sinh ra thì nó là vô nghĩa về giá trị, nhưng mà sau đó thì đứa trẻ đó nó sẽ tích lũy và tạo ra những cái giá trị riêng cho bản thân nó. À rồi, cảm ơn em Đức. Lý luận rất là khá. Xin mời các em khác. Xin mời. Thầy ơi, trong cái vô nghĩa của thầy nói là vô nghĩa đối với đứa trẻ đúng không thầy? Đúng rồi, vô nghĩa với cá nhân đó. Dạ đúng rồi, em nghĩ là nó là một sự vô nghĩa đối với chính đứa trẻ đó, tại vì là đứa trẻ đó là không không có biết là ý định của nó là muốn sinh ra hay không, nó chỉ là một ý thức, và mới sinh ra thì nó mới đầu hình thành các ý thức thôi. Còn cái vấn đề mà trẻ nếu mà có ý nghĩa thì em suy nghĩ là trẻ này có ý nghĩa với gia đình và xã hội và Đúng các rồi, ba mẹ của đứa trẻ. đúng rồi, chính xác. Đang đây thầy đang nói đến cá nhân đứa trẻ, sự vô nghĩa đối với cá nhân đó. Em nói ý cũng chính xác, có nghĩa là đứa bé đó nó đâu có muốn nó chui ra đâu, à, nó không có tự chủ để nó quyết định nó ra đời. Cái ý đó rất là quan trọng, sự vô nghĩa nằm ở chỗ đó. À, sự vô nghĩa cũng giống như là Minh Đức nói là nó không có nhận thức, chưa có nhận thức gì cả, nó không biết cái giá trị của nó là gì, sự tồn tại nó như thế nào, cái sự tồn tại nó trên thế giới này hoàn toàn nó không có chủ động, nó không có hiểu được gì hết đó. Ý muốn hai em đã phối hợp nhau để trả lời cái sự vô nghĩa là như vậy. Thì như vậy bắt đầu là sự vô nghĩa, bắt đầu con người sinh ra là sự vô nghĩa. Như vậy khi mà chúng ta trưởng thành, giống như Đức nói là chúng ta tích lũy, tích lũy, thế giới xung quanh chúng ta bắt đầu, cái hệ thống sinh học, thần kinh sinh học chúng ta nó có những chức năng hoạt động phi thường, khác với loài sinh vật khác. Thế nên là nó tích lũy, nó nhận thức, có cảm xúc, phân tích, thấu hiểu, vân vân, hàng loạt cái các loại hoạt động nhận thức xảy ra, cảm xúc cũng xảy ra, nó dẫn dắt chúng ta đến cái sự có nghĩa đó, đúng không? Nếu như một người nào không có thực hiện được cái quá trình đó thì quả thật đến khi cái sự tồn tại của họ có phải là sự không tồn tại không, non-being hay không, nó cũng cùng ý nghĩa như vậy thôi. Nếu mà chúng ta không nhận thức được, không có thức tỉnh được cái sự tồn tại này thì thật sự nó cũng là mang ý nghĩa vô nghĩa, giống như chúng ta mới bắt đầu sinh ra, có nghĩa là non-being. Và cái sự phát triển về mặt nhận thức, cảm xúc hay hành vi của đứa trẻ và dẫn dắt đến cái sự trưởng thành với những cái hệ quả, những cái thành quả mà cá nhân đã đạt được đối với sự tương tác trong mối quan hệ, cho đối với chính bản thân của cá nhân đó hoặc đối với người khác, nó hình thành nên một cái sự thành toàn, và cái đó được gọi là đời sống thật. À, cái đời sống thật của chúng ta, có nhiều người nói cho rằng để nhắm mắt xuôi tai mới biết, nhưng mà không phải như vậy. Tại mỗi thời điểm chúng ta đều có sự thức tỉnh để đánh giá cái sự thành toàn của mình. À, cái chất lượng cuối cùng của đời sống thật của chúng ta là gì? Giống như các em là những người đã đậu vào y khoa, phải nói về vấn đề trí tuệ, ha, vị trí xã hội, các em đã đạt được bước đầu của sự thành toàn. Và em chờ đợi trong tương lai của em hành nghề có đạo đạt được cái sự thành toàn, nó được một cái ở một mức thức thang khác hay không, cao hơn hay không, hay là chúng em ra trường rồi lẩn quẩn không làm gì hết, bỏ nghề đi tìm việc, thay đổi nghề nghiệp, làm tiếp thị hay là trình dược hay là làm những công việc khác rồi quên mất cái nghề mình, thì có nghĩa là cái sự thành toàn băng mà các em đang trưởng thành đó đã bị tan biến đi, mất đi ở thời điểm khác. À, vậy thì đời sống thật chính là những cái hệ quả của tất cả sự phấn đấu, nỗ lực, các hoạt động về nhận thức,
cảm xúc và hành vi, có một cái động lực, có một mục tiêu cụ thể. À, đó là cái khái niệm đầu tiên mà thầy muốn chia sẻ. Thì các hoạt động tâm lý của con người ảnh trong đời sống nó có những hoạt động nhận thức, cảm xúc, hành vi. Và ba cái hoạt động này nó có thể nói lên một cái mẫu số chung là nhân cách. Nhân cách thật ra là một cái khái niệm mang tính chất thống kê quy chiếu cho một số lớn người có những cái biểu hiện giống nhau. À, nó hình thành nên người ta gọi là nhân cách. Chứ nhân cách nó cũng không có phải là một cái sự biểu hiện độc lập khác biệt gì đối với nhận thức, cảm xúc và hành vi cả, mà nhận thức, cảm xúc, hành vi là các biểu hiện của nhân cách. Mà đôi khi chúng ta nhìn thấy chúng ta không có phải nhân cách nào mà trong sách vở nói, cái điều đó chắc chắn là các em sẽ bắt gặp. Chứ không phải sách vở nói là tất cả các cá nhân đều có xuất hiện cái nhân cách trong sách vở lý thuyết nha, thầy muốn nhấn mạnh điều đó. Chẳng qua là người ta có một cái sự thống kê mang tính chất xã hội học, mang chất định tính chứ không phải định lượng, à, về những cái biểu hiện chung của con người nên người ta hình thành và nhân cách. Và cái học thuyết nhân cách người ta lý luận những cái cơ sở để mà có một cái xu hướng nhân cách ra cái kết quả đó. À, bởi cái quá khứ, tuổi thơ, thời thơ ấu, bởi những tác động của gia đình, của môi trường, bởi những cái phản ứng của cái đứa trẻ đó có thích nghi tại từng cái thời điểm theo lứa tuổi hay không, đó nó hình thành nên nhân cách. Và cái sự rối loạn nhân cách ở con người á hầu như chiếm tỷ lệ khá lớn ở thời đại càng hiện đại. Cái rối loạn nhân cách nó nằm lẫn trong những cái chuyện bình thường cho nên không nhận ra. Một người có tính khí bất thường, lúc vừa mới khóc sẽ chuyển sang cười, vừa mới tức giận chuyển sang hiền hòa, hoặc vừa mới hiền hòa chuyển sang tức giận, hoặc là một cái nhân cách mang chất gọi là cái tôi mình nổi bật lên, luôn luôn chăm sóc, chú ý đến cái vẻ đẹp bên ngoài, cái hình thức bên ngoài của mình. Hay hoặc là một cái nhân cách mà mang cái tính chất gọi là ngoan tưởng, ha, cứ nghĩ là người khác hại mình hay là cho mình là những cái người gọi là bậc cao, có những tài năng khác thường hay là những cái siêu năng lực, dần dần có những cái nhân cách nó thay đổi. Hoặc là nhân cách mang tính chất gọi là muốn chi phối người khác, muốn sử dụng người khác, muốn trở thành một cái sự thống trị người khác. Đó, tất cả có nhiều nhân cách nó đều nhan nhản trong phổ biến trong con người chúng ta, nhưng mà dường như cái điều này không có được thống kê, hoặc là bởi vì các cá nhân này đâu có đến bác sĩ tâm lý hay là chuyên gia tâm lý để mà khám thường xuyên, hay có một cái sự sàng lọc dần dần của một cái tổ chức y tế, hệ thống y tế về cái sàng lọc nhân cách đó. Ví dụ như trong một cơ quan chả có bao giờ có một cái test tâm lý để khi mà tuyển dụng lao động. Theo thầy đó là một cái khuyết điểm rất lớn. Mình sàng lọc không phải là mình nhận ra để mình phân biệt, để mình kỳ thị, nhưng mình sẽ làm giúp cho họ có một cái hoàn cảnh hoạt động phù hợp nhất, những cái kích thích tác động đến họ phù hợp nhất, và đôi khi nó sẽ điều chỉnh thay đổi cái nhân cách. Những quan điểm nhân cách, học thuyết nhân cách cổ điển cho rằng khó thay đổi, nhưng mà các quan điểm hiện đại cho rằng là có thể điều chỉnh được, nhưng mà phải cần có một cái điều kiện tác động tích cực liên tục kéo dài, kiên trì thì nó sẽ thay đổi được nhân cách. Đó, thì cái biểu hiện cuối cùng á, là cái sự tương tác trong nội tâm giữa cái cá nhân đó với thực tế, trong với nội tâm của mình, và giữa cá nhân đó với người khác, cá nhân đó với xã hội, với những cái quy luật tự nhiên của trong cái hành tinh này. Giờ thầy có một câu hỏi mang tính chất trí tuệ nha. Mang chất trí tuệ có thể nói rõ ràng là một giả thuyết cho các em nghiên cứu, nếu mà các em nào nghiên cứu thành thích về tâm lý học hay là xã hội học hay là ngay cả y học luôn, có thể phối hợp vào. Theo em thì sự phát triển tiến bộ tiến hóa của loài người khác biệt gì đối với sự tiến hóa của các loài sinh vật khác? Có sự tiến hóa hay không, thứ nhất. Thứ hai là tiến hóa như thế nào, có khác biệt cái loại sinh vật hay không? Rồi, câu hỏi để anh ta thảo luận. Thầy nghĩ là câu hỏi này cũng rất là thú vị.
Xin mời. Các Dạ em trả thưa lời thầy. câu hỏi này, các Dạ. em cảm thấy cái bài này rất là ổn. Ừ, rồi xin mời em. Dạ, đầu tiên thì em nghĩ là thứ nhất là sự tiến hóa của loài vật đó, động vật đó, thì nó sẽ là sự tiến hóa tự nhiên. Còn đối với con người hiện tại thì sự tiến hóa nó sẽ chuyển sang sự tiến hóa phụ thuộc vào xã hội. Nếu như loài vật, đối với sự tiến hóa tự nhiên của loài vật thì vẫn là sinh tồn và sinh sản và duy trì nòi giống. Tuy nhiên sự tiến hóa của con người về mặt là sự tiến hóa xã hội thì con người gần như cần phải phát triển những cái kỹ năng mà không phải một phục vụ mục đích chính cho việc sinh tồn và sinh sản nữa, mà những kỹ năng có thể sống sót được trong xã hội. Dạ, thì em đó là suy nghĩ của em ạ. À, Dạ. thầy xin cảm ơn Chí Hiếu, nhưng mà thầy quay lại, em chưa nêu lên đặc điểm tiến hóa của sinh vật là gì. Cho em cho rằng cái sự duy trì sinh sản và sinh tồn là tiến hóa thì chưa đúng. Còn ở con người em cho rằng sự tiến hóa về xã hội đó, em đang trả lời qua một cái gọi là phương pháp à, chứ không phải là mục tiêu à. Thầy đang hỏi cái sự tiến hóa của sinh vật là gì à, sự tiến hóa của loài người là gì ở những khía cạnh này em được kê ra, và có sự tiến hóa hay không, ví dụ vậy. Em nào thông minh thì sẽ nhận ra được khác sự khác biệt à, chú ý vào câu hỏi chứ thầy không hỏi nói phương pháp à, sự tiến hóa tự nhiên của sinh vật và của người là sự tiến hóa xã hội, đó là phương pháp để tiến hóa. Thầy không đặt ra vấn đề đó, mình xác định cái mục đích mục tiêu trước, mục đích đến sự tiến hóa của sinh vật là gì. Theo em là sự sinh tồn tự nhiên tự động đó thôi, nó không có tiến hóa phải không, hay là làm sao? Và sự tiến hóa của sinh vật là sự biến đổi về hình thái và chức năng của sinh vật đó, làm cho sự sinh vật đó thích nghi với môi trường sống của mình. Dạ. À, sự tiến Ờ. hóa của sinh vật đó là sự thích nghi với môi trường sống, đồng ý. Dạ. Theo em á, thì con người đang cố gắng tiến hóa theo hướng mình muốn bằng cách là chống lại các quy luật của tự nhiên, để quy luật tự nhiên sàng lọc, ví dụ như là mình không cố gắng khống chế bệnh tật chẳng hạn, thì tại quy luật tiến của tự nhiên đó là sẽ chọn lọc những cá thể yếu bằng cách tạo ra ví dụ như là bệnh tật, thiên tai, thì sẽ loại bỏ đi những cá thể yếu ớt. Còn con người thì chúng ta thì cố gắng chống lại nó để nói chung là em suy nghĩ là mình đang cố gắng tiến hóa theo thứ theo theo điều mình muốn ạ. À, rồi, cảm ơn em, cũng gần gần đi vô vấn đề đó. Cái quan điểm của sĩ Yếu nãy trình bày á, không phải là sai, nhưng mà em trình bày chưa có đúng với lại câu hỏi thôi. Em nói chọn lọc tự nhiên, sự duy trì, mà thầy không có xài cái từ ngữ đó. Thay vì em nói như vậy thì em nói đến cái sự thích nghi với môi trường về mặt sinh học thì đúng hơn, đúng không? Đó. Còn sự tiến hóa con người có phải là sự thích nghi với môi trường về mặt sinh học hay không? Thì em lại nói là con có một sự tiến hóa khác về mặt xã hội. Thay vì em nói về mặt xã hội thì cái sự tiến hóa này thì em đưa vào các thuật ngữ thuộc về tâm lý hay tinh thần. Vậy không? Ý em muốn nói vậy phải không? Dạ đúng rồi thầy. Dạ em cảm ơn thầy. Còn bạn vừa mới bổ sung nó rất là thuật ngữ rất là chính xác, là đối với sinh vật đó là một sự thích nghi với môi trường. Còn đối với con người thì sao, em chưa rõ à, thầy mời em nói lại đối với con người là gì. Dạ, thời kỳ trước của con người cũng là mình thích nghi với tự nhiên bằng do sự tác động của tự nhiên. Nhưng mà khi mà ý là bây giờ là mình đang có xu hướng là mình chống lại sự chọn lọc của tự nhiên, dạ, bằng cách là mình cố gắng chữa tất cả các bệnh tật, mình khắc phục thiên tai, dạ. Nhưng mà tự nhiên cũng một phần tác mình, nhưng mà mình vẫn chưa hoàn toàn chống lại được tự nhiên, tại vì mình thiên tai vẫn
tác động vào mình được ạ. À, có nghĩa là em vẫn quy lại cái ý nghĩa là phải thích nghi với môi trường thôi đúng không? Dạ. Nó cũng không khác gì à, chưa rõ cái phần con người khác biệt với lại sinh vật thay thế mời phải ngoài thì ngoài. Vâng, thưa thầy, theo em thì con người khác là con người biết chế tạo công cụ. Chúng ta biết sử dụng vào năng lượng khác để mà làm hoạt động, những lợi dụng những công cụ lao động với sức lực khác để mà hoạt động cho mình à. Với là biết san sẻ thức ăn, mình có thể chia sẻ, biết bắt mồi, biết săn bắn, rồi biết sử dụng các mối quan hình thức quan hệ như mẫu hệ, phụ hệ rồi đồ các kiểu. Chúng ta biết thiết lập cơ chế xã hội. Thì mục đích cuối cùng là gì? Mục đích cuối cùng là để phục vụ nhu cầu bản thân, xã hội phát triển. Sử dụng nhu cầu bản thân và xã hội phát triển à, cái khái niệm đó nó quá chung chung và nó trở thành một cái thuật ngữ triết học ai nói cũng được. Ok, cảm ơn ngoài cũng chưa Vâng. rõ à, chưa thấy được cái mục tiêu khác biệt về thích nghi với môi trường giống như sinh vật. Rồi em nào lý luận để thấy cái sự khác biệt, các em vẫn bị sa lầy vô cái hình thức à, phương tiện nha. Thầy không có hỏi cái chỗ phương tiện là sản xuất công cụ rồi dân dân, thầy đang nói mục đích mà, mục tiêu mục đích. Rồi thầy mời Phúc Đạt. Dạ thưa thầy, theo em nghĩ là cái sự phát triển của con người không chỉ đơn thuần là thích nghi đáp ứng với môi trường sống, mà nó còn mang một ý nghĩa là nó cải thiện chất lượng của những thế hệ sau so với những thế hệ trước đây nữa. Tại Rồi vì em thích cái từ trải nghiệm chất lượng của thế hệ sau dạ với cái đây là gì em? dạ tại vì như là một cái giống loài, một con vật thì có thể là phải mất tận tới cả cả trăm năm, cả ngàn năm thì nó mới có sự thay đổi, trong khi ở mình đây thì chỉ cần tầm 10 năm thôi là rõ ràng chất lượng cuộc sống đã khác, sức sức khỏe, tinh thần, rồi những cái trải nghiệm sống của người đời trước đã tiến bộ hơn, phát triển hơn so với người đời sau rất là nhiều ạ. À. Thì em thấy là con người có thể không làm chủ được cái việc mà họ thay thay đổi, cải thiện được cái chất lượng cuộc sống của mình ạ. À. Vậy thì em phân tích cái mục tiêu của cuộc sống là gì để em mới thấy sự khác biệt với sinh vật chứ, đúng không? Dạ thì À, còn em vẫn nói ra sai lầm vô cái chuyện mà con người có thể chủ động là nhanh hơn thời gian, cái đó vẫn là phương pháp ha, chứ chưa thấy được cái mục tiêu. Vậy thì nói khác biệt mục tiêu với lại sinh vật khác ngoài cái chuyện thích nghi môi trường là gì đó, nhấn mạnh lên nó thấy sự khác biệt. dạ thì em thấy là về mặt sinh, nếu mà nói về mặt sinh học thì rõ ràng là những cái đời sau của mình đã cải thiện được, ví dụ như là nâng cao được chất lượng, nâng cao được tuổi thọ, nâng cao được sức khỏe, thể thể trạng thì nó tốt hơn rất là nhiều so với lại sinh vật, thì nó thường cái việc thay đổi đó nó rất là ít khi xảy ra. Còn gì nữa không em? Dạ thì em nhìn nhận được như vậy thôi ạ. À. Em xin hết. Em vẫn chưa ra khỏi cái phạm vi về thích nghi với môi trường để nâng cao sự phát tiến hóa về mặt cơ thể, mặt sinh học nha. Rồi thầy Ngọc Trai. Alo. Dạ theo em nghĩ sinh vật sẽ tiến hóa để phù hợp với các quy luật của tự nhiên. Còn con người, sự khác biệt lớn nhất đó là tiến hóa để thay đổi những quy luật của tự nhiên và làm và theo ý muốn của mình. Thay đổi quy luật tự nhiên hả? Con người có khả năng thay đổi những quy luật tự nhiên không? Dạ, hiện tại thì con người không thể thay đổi hoàn toàn, nhưng mà con người đang có xu hướng tiến hóa để chống lại những quy luật đó và làm theo ý hoàn toàn theo ý muốn của mình. Ví dụ về mặt sinh học, giống như mấy bạn nói là con người quy luật tự nhiên là chọn lọc và các cá thể sinh vật phải tiến hóa cơ thể để phù hợp với cái điều kiện sống đó, thì con người đó thể thay đổi cái điều kiện sống đó về mặt, chẳng hạn như về mặt xã hội tự nhiên, sinh vật hoàn toàn, bây giờ con người có thể hoàn toàn là thay đổi thời tiết dựa vào ý muốn của con người. Và em nghĩ là cái sự khác biệt, một bên là tiến hóa để thích hợp với các quy luật để tiếp tục sinh trưởng và phát triển, thì con người sẽ tiến hóa theo kiểu là thay đổi những quy luật tự nhiên và theo ý muốn của mình.
À, phát biểu của em có vẻ quá là cực đoan phát xít nha. Thay đổi quy luật tự nhiên phải nói là quá cực đoan. Mà thay vì đó là con người có thể nghĩ ra những cái nguyên lý để nhằm nhằm thích nghi với những quy luật tự nhiên đó. Nhằm thích nghi thôi, nhưng không thay đổi được. Quy luật tự nhiên không thể thay đổi. Con người chưa có thể thay đổi được quy luật tự nhiên. À, các em đừng có khái niệm quá gọi là bao trùm và chụp mũ cái điều quy luật tự nhiên dễ với lại những cái sự tiến bộ con người ha. Rồi, vẫn chưa có ý gì mới. Thầy mời Nguyễn Tấn Lộc. Thầy mời Lộc. Lộc có nghe không? Dạ alo, thầy có nghe không? Rồi, mời em. Dạ, theo em á là sinh vật, nãy giờ là các bạn đã nói về sự giống nhau của sinh vật với lại con người rồi, thì em có thể phát biểu với sự khác nhau Đúng là rồi. sinh vật á là con người khác biệt với sinh vật là họ phát triển cái cảm xúc riêng của họ và cái nhu cầu hơn sinh vật. Rồi. Khá ghi gần rồi đó, gần đến mục tiêu rồi. Cảm xúc, thứ nhất là em nói là lĩnh vực cảm xúc. À. Dạ. Còn Yeah. lĩnh Thì vực con này người cơ, có lĩnh vực gì nữa? Dạ về nhu cầu à. Nhu cầu bản thân, nhu cầu này là nhu cầu gì? Nhu cầu Dạ cơ nhu thể cầu. hay nhu cầu gì? Dạ nhu cầu á, đầu tiên là bên đầu mình sẽ cần là ăn uống nước và về tình dục nghỉ ngơi. Nhưng mà về sau á mình sẽ phát triển hơn, đó chính là nhu cầu về có gia đình, có sức khỏe hay là sở hữu một tài sản nào đó. Và sau đó thì tới cái phát triển về cái nhu cầu về xã hội, như là mình sẽ cần muốn chơi với bạn bè tốt chẳng hạn, hay là có những bạn bè rất là Ok, đúng rồi và đó. Rồi, ra khá là hay rồi đó. Đúng rồi, gần gần rồi đó. Nó khác với sinh vật rồi đó. Rồi, thầy mời Khánh Nhi. Dạ, thứ hai là theo em nghĩ là cái sinh vật á, thì cái việc cái điều nó cần á là nó chỉ nó ít hơn cái nhu cầu của con người. Nó có thể là chỉ cần ăn no rồi thì cái từ từ cái phát triển của nó là giống như nó làm sao mà để cái con sinh vật nó thích nghi được cái môi trường đó thôi. Còn con người á, thì nó thì mình có một cái bộ não là phát triển hơn thì mình còn cái nhu cầu của mình nó nhiều hơn, giống như là về mặt tình cảm hay là về mặt kiểu chất lượng cuộc sống họ yêu cầu cao hơn thì họ sẽ có thể tìm cách để đáp ứng được cái nhu cầu đó của họ. Phát triển về trí não thì nó giúp con người thay đổi thích nghi nó và để có thể có được những cái cuộc sống tốt hơn, học hỏi được nhiều hơn. cái mục tiêu vừa trình bày của Khánh Nhi thầy nhắc lại có phải đúng không? Có nghĩa là theo em á, nó sinh con người khác với sinh vật bởi vì nó có sự phát triển về mặt trí tuệ, đúng không? Có sự nâng cao về cái sự đa dạng về cảm xúc, đúng không em? Dạ. À, đó, khá đúng rồi đó. Rồi, Uyển Nhi. Uyển Nhi thì sao? Uyển Nhi là người cuối cùng nha. Uyển Nhi mời em. Dạ, thưa thầy thì em nghĩ thì con người không chỉ là muốn cải thiện cuộc sống của mình để thích nghi với môi trường thì cái đó là điều dĩ nhiên rồi. Còn em nghĩ thì là lòng tham của con người là vô đáy. Ngoài cái việc mà muốn thích nghi, cải thiện cuộc sống của mình để thích hợp hơn với môi trường thì con người của chúng ta thì muốn nâng cao cái tinh thần, cũng muốn nâng cao về cái cuộc sống, cũng muốn nâng cao về cái tình cảm của bản thân. Bên cạnh đó thì em nghĩ lớn hơn là con người chúng ta muốn chinh phục nhiều thứ hơn trong vũ trụ. Đó đó là lý do mà có những cái khu vực Xài cái từ chinh phục thì cũng hơi cực đoan ha, tìm hiểu tiếp cận à, tìm hiểu tiếp cận và sử dụng nó, đúng không? Tìm hiểu tiếp cận sử dụng nó, cái chữ chinh phục nghe cực đoan lắm à, giống như là một người đi kiếm lục địa gì đó, tìm hiểu tiếp cận và sử dụng được. Ok, cảm ơn các em. Nói tóm lại,
Các em với cái độ tuổi này, cái sự suy nghĩ ở mức độ đó. Nhưng mà thầy giúp các em một cái lập luận suy nghĩ vậy. Cái sự khác biệt giữa sinh vật và con người á, rõ ràng nó nhìn ra hai vấn đề. Thứ nhất là sinh vật là chỉ liên quan đến sinh học thôi. Con người thì có một cái phần khác nữa ngoài cái sinh học cơ thể, đó là mặt tinh thần, tâm lý, tâm thần. Đồng ý không ạ? Đó, mặt tâm lý tâm thần với những cái hệ quả của xã hội là mang tính chất bầy đàn là một nè, mang tính xã hội là hai nè, tổ chức tầng cao hết những tổ chức khác về xã hội. Đó, cái sự tiến hóa của sinh vật khác với con người ở chỗ đó. Ở bầy đàn thì con bầy đàn có, sinh vật có, nhưng ở bầy đàn ở con người từ xã hội nguyên thủy cho đến xã hội hiện nay em thấy có sự tiến bộ khác biệt. Thì em nhấn mạnh vô sự lý luận nằm ở chỗ sự khác biệt từ lúc con người hình thành thời xã hội nguyên thủy, thời nguyên thủy là tính bầy đàn chuyển sang cái tính tổ chức xã hội, rõ ràng có sự tiến hóa rồi mang đến nữa, sự tiến hóa thứ hai đó là vấn đề trí tuệ. Trí tuệ con người nó phát triển với những cái sự tiếp cận với những cái kiến thức rồi này nọ, phát minh nhân dân để nhằm làm sao cái sự gần gũi hòa hợp với con người với thế giới tự nhiên càng ngày càng gần hòa hợp hơn. Không hợp thì tôi tìm cách để cho nó hòa hợp, không hợp tôi tìm cách tôi chống đỡ để cho an toàn. Hoặc là còn mức thứ ba là tôi biết sử dụng những cái năng lượng tự nhiên để mà phát triển cho chính cái nhu cầu của con người, đúng không ạ? Đó đó là câu trả lời mang cái ý nghĩa như vậy. Như vậy thì bây giờ mình nói về con người đi, sự tiến hóa con người theo em á, thì em tiến bộ hơn cái những con người khác ở điểm nào? Rồi câu hỏi thứ hai các bạn trả lời. Theo mình là mình cho rằng mình tiến bộ hơn người khác, mình tiến hóa hơn những người gọi là con người khác thì ở đặc điểm nào? Mời Lâm Quanh trả lời. Rồi Nguyễn Nhi trả lời đi em. Theo em, theo cá nhân em cảm thấy mình hơn một vài người ở chỗ đó là cái em có thể chấp nhận được cái cuộc sống của mỗi người là khác nhau, quan điểm của mỗi người là khác nhau và cần phải tôn trọng cái quan điểm của mỗi người. Ok. Đó là cái quan điểm về nhận thức nha. Em đang nói những cái quan điểm về nhận thức tiến bộ. Okay. Thì mời các bạn khác. Ngoài, mời em. Thưa thầy, em nghĩ là em tiến bộ hơn các bạn khác là em có thể đồng cảm thấu hiểu với mọi người, em không hề phán xét một ai đó. Tiếp theo là em có thể đánh đàn, em thấy là nhiều bạn không biết đánh đàn, còn em biết đánh đàn, vậy thôi ạ. Ok. Nó thuộc về hành vi kỹ năng, ngoài nhận thức thì có thêm những cái hành vi kỹ năng, mà mục tiêu của điều đó đó nó làm cho cái sự hòa hợp của em với lại người khác tốt hơn, đúng không em? Vâng ạ. À đó, sự tiến bộ của loài người là dẫn đến cái sự hòa hợp với người khác. Ok, đồng ý quan điểm Vâng. đó. Vâng. Rồi Trung Hiếu. Dạ em chào thầy. Dạ thưa thầy, em thấy mình tiến hóa hơn so với các bạn khác ở chỗ là em cũng có suy nghĩ giống như Hoài với lại Uyển Nhi hồi nãy, là em cũng giống hai bạn ở hai cái điểm thấu cảm và biết đặt vị trí của mình và vị trí người khác, để mà nhận ra được là mỗi người đều có một cái cuộc sống khác biệt nhau và suy nghĩ khác biệt nhau, và mình phải tôn trọng nó, mình không phán xét nó. Ngoài ra thì ở em cảm thấy là mình khác một số bạn đồng trang lứa ở chỗ là em có ước mơ và em biết thực hiện ước mơ của mình thông qua những cái mục tiêu mình đặt ra từ từ từng bước một. So với những bạn mà hiện tại vẫn còn loay hoay trong cái bị các bạn vẫn chưa chưa biết được ước mơ thật sự của mình là gì. Cái thứ nhất, cái thứ hai là em thấy bạn về cái khả năng năng khiếu của bản thân thì em có thể hơn một số bạn ở ở chỗ là em có thể học nhiều ngoại ngữ và em có thể tự tin khi mà em có được một cái sự tự tin khi mà em đứng trước đám đông, hoặc là em nói chuyện với người nước ngoài, thì cái sự tự tin của mình nó cũng tốt.
Dạ em xin hết. Rồi, cảm ơn Hiếu. Rất là hay. Thầy có thể tóm tắt quan điểm của Hiếu như vậy: cái sự tiến hóa của một con người cá nhân đó, là phải xác định được giá trị thật của mình. Giá trị thật này có thể ứng dụng trong cái thực tiễn, trong cái nghề nghiệp của mình, hoặc trong cái sự hòa hợp tương tác với người khác, đúng không em? Đó, và biết tôn trọng người khác, ok, để mang đến mối sự tương tác và xác định được giá trị thật của bản thân. Ai mời Đắc Quyên, mời em. Hồ Đắc Quyên. Dạ, luôn cho em chào thầy. Thì em có một cái ý kiến của em là em thấy có một vài người tiến bộ hơn so với những người khác ở chỗ là họ có cái khát vọng muốn chinh phục những cái điều gì đó cao hơn, tức là muốn tìm giới hạn của bản thân mình, muốn đi đến cái giới hạn luôn của bản thân mình. Ví dụ như khi đạt được một cái thành tích nào đó thì họ sẽ luôn muốn có được cái thành tích cao hơn so với những người khác. Thì khi đạt một cái thành tích nào đó thì họ cảm thấy là tự mãn với cái kết quả họ đang đạt được, họ chỉ cảm thấy nên trong vùng an toàn đó. Còn có một số người thì họ người ta luôn muốn cố gắng khám phá những cái vùng không an toàn, người ta muốn tìm đến giới hạn. Thì em thấy những người như vậy thì đa phần người ta sẽ có sự cố gắng nỗ lực và thường người ta sẽ thành công hơn. Có thể là có nhiều người sẽ tốn nhiều thời gian, nhưng mà em thấy em rất ngưỡng mộ những người như vậy. Rồi, cảm ơn Hồ Đắc Quyên. Hồi nãy thì tóm tắt thiếu của bạn bạn Hồ Đức Quyên làm cho thầy nhớ lại vừa rồi bạn kia cũng nhắc đến cái vấn đề động lực ha. Động lực và mục tiêu, cho dù là mục tiêu ngắn hạn nhưng mình hoàn thành được cái mục tiêu ngắn hạn đó để đạt tới mục tiêu tối hậu, tối thượng là cũng là một cái giá trị tiến bộ. Đồng ý, rất đồng ý. Và Đức Quyên mới nhắc lại thầy cái sự vượt nỗ lực của mình, cái động lực đó luôn luôn là vô hạn, không bao giờ có điểm dừng ha. Luôn luôn đạt đến cái gì đó cao hơn và không có tự mãn với những gì mình đã đạt được. Đó là sự tiến bộ. Đồng ý hai bạn, rất là hay. Đó là những cái nội dung mà bài giảng thầy cũng sẽ đặt ra để nói các em. Đó. Tuy nhiên ở đây các em đặt ra câu hỏi của thầy: con người với nhau, cái sự tiến hóa con người nó bao gồm hai lĩnh vực. Thứ nhất, lĩnh vực sinh học, sự chuyển hóa cơ bản của vấn đề sinh học. Thứ hai là lĩnh vực về tinh thần hay là tâm lý và tâm thần. Nó có một cái nhận thức hoặc cảm xúc hoặc là hành vi tiến hóa hơn. Vậy thì thế nào gọi là sự tiến hóa hơn về hai lĩnh vực đó? Do vậy khoa học mới tìm tòi, mới nghiên cứu tất cả để làm sao để có sự tiến hóa này. Như vậy thì chúng ta quay lại lịch sử xa xưa, con người bắt đầu từ việc ăn thịt. Thế là sau đó con người nghĩ ra cái chuyện tiêu hóa để đỡ tốn năng lượng hơn. Bởi vì chúng ta ăn thịt vào để có năng lượng, nhưng mà cơ thể chúng ta phải tiêu hao cái năng lượng để tiêu hóa cái thịt đó. Thế là dùng lửa. Dùng lửa để chỉnh. Và các quá trình đó nó trải nghiệm trong cái thực tiễn. Chắc thời xa xưa chả nghiên cứu đâu, nhưng mà qua kinh nghiệm, trải nghiệm thì bắt đầu con người tích lũy được càng tiến hóa hơn. Cái sự tiến hóa về cái thực dưỡng, về mặt sinh học, thực dưỡng là thức ăn. Càng ngày con người tìm hiểu những thức ăn tốt hơn cho vấn đề cơ thể, phù hợp cho những hoạt động sinh học cơ thể, hạn chế được những cái mối nguy hại tác dụng phụ của thực phẩm, để tìm cái những cái thực phẩm nào nó phù hợp và thích nghi hơn. Thầy nói đến đó các em có đồng ý không? Về mặt sinh học, thực dưỡng, có nghĩa tìm ra những năng lượng đầu vào nó tốt nhất và hạn chế cái sự tiêu hao năng lượng của cơ thể. Đó là nói về mặt sinh học. Có ai phản biện điều đó không? Và sinh vật thì không làm được điều đó. Các em có đồng ý không? Vậy thì nói tiếp cái thứ hai. Tuy nhiên chúng ta thấy là từ nghìn xưa, có thể trước công nguyên mấy ngàn năm chứ công nguyên, nó xuất hiện những cái quan điểm, những tư tưởng mang tính chất thần linh. Mang chất thần linh có nghĩa là cho rằng cái quy luật tự nhiên nó vượt quá cái năng lực của con người. Con người cho rằng những cái quy luật đó là do một cái thế giới thần linh nó chi phối, nó vận hành. Thế là con người nảy sinh ra cái một cái sự gọi là tiếp cận hòa bình,
mong mỏi cái thế giới thần linh đó, à cũng hướng tới một cái vấn đề gọi là liên kết hoặc là mối quan hệ tốt nhất, tương tác tốt nhất. Thế nó nảy sinh ra các tư tưởng về tôn giáo, quan điểm về kính tín ngưỡng. Đó là sự tiến hóa thứ hai. Con vật thì không có. Có nghĩa là ngoài cái hướng về cái mặt sinh học, thì con người bắt đầu hướng ra bên ngoài cái mặt sinh học, đó, tìm ra một cái gì khác, cái tôi của mình, cái cá thể của mình. Đó, mà từ ngàn xưa xuất hiện cái quan điểm về cái tôn giáo như vậy, à, cái quan điểm về tín ngưỡng thế giới thần linh như vậy. Đó là cái tiến bộ. Tắt mic đi để đừng có nhiễu. Mỹ Thanh ơi, tắt mic. Mày gần đi lên Sài Gòn rồi, mày đứng thôi gì nữa trơn. Mỹ Thanh ơi, tắt mic đi. Tăng học rồi. À, đó là cái sự tiến hóa của loài người. Do vậy, khi chúng ta quay lại cái lịch sử phát triển của loài người, chúng ta phải khách quan nhận ra con người cái khả năng hoạt động của não bộ nó có sự phát triển hơn, là hướng đến một sự hòa hoãn hoặc hòa hợp, liên kết được cái thế giới ngoài con người. Và cái vấn đề tâm linh nó xuất hiện tại thời điểm đó. À, bên cạnh cái chuyện mà thành lập bầy đàn xã hội nguyên thủy, là người ta còn trông cậy vào, tin tưởng vào cái mối quan hệ giữa cái sống thực, đời sống thực của cá nhân đó và một cái thế giới vô hình mà người ta tự đặt ra là một thế giới thần linh. Bắt đầu từ đó, câu chuyện bắt đầu từ đó. Thế là cái sự tiến hóa là người còn gì đặc biệt hơn sau khi quá trình tương tác với xã hội, phục vụ các nhu cầu, tìm hiểu, tiếp cận cái thế giới quy luật tự nhiên này để phục vụ cho cái bản thân của các nhu cầu cá nhân đó. Vậy có sự tiến hóa nào khác không? Thế là các trường phái về triết học hay tôn giáo nó ra đời để định hướng con người phát triển. Trường phái triết học hay xã hội học là muốn con người có một cái thế giới thực giữa con người với nhau. Trường phái về tâm linh, các lĩnh vực về tâm linh thì quan niệm con người cần phải hướng tới một cái thế giới ngoài con người. Đấy là có hai xu hướng, nó hai cái trường phái trong cái thời điểm mà khoảng thế kỷ thứ 5, thứ 6, thì cái xu hướng hai con người chia rẽ ra thành hai hướng rõ ràng như vậy. Một thế giới thật của con người với nhau thì cái quan điểm về xã hội, tâm lý học xã hội nó xuất hiện, và quan điểm về tâm lý, về mặt tâm linh học nó cũng xuất hiện. Chúng ta phải chấp nhận những cái tồn tại đó, không được phê phán. Bởi vì mỗi lĩnh vực nó đều có cái tốt và cái xấu, cái chưa tốt chứ không phải xấu. Thì tiếp theo đó, cái sự tiến hóa con người lên đến đỉnh cao như xã hội ngày nay là cái sự tương tác giữa cá nhân đó và người khác và xã hội và cái thế giới tự nhiên. Cái sự tương tác giữa cái thực tại của cá nhân đó và cái nội tâm của cá nhân đó, có nghĩa là có ba cái sự mối quan hệ tồn tại ở một cá nhân. Đó là tâm lý học hiện sinh, Attention Theory, Psychology Theory, thì cho rằng bản thân của người đó phải có tồn tại ba cái mối quan hệ. Thứ nhất, chính cái nội tâm của cá nhân đó. Nội tâm nó bao gồm nhận thức, cái sự thức tỉnh. Nội tâm nó bao gồm cái cảm xúc, nội tâm nó bao gồm cái hành vi của mình, cá nhân đó từ bên trong. Cái thứ hai, đối với người khác, có sự tương tác một cách hòa hợp giữa cái cá nhân đó, cái đại diện đó, đối với cái ngoài người khác. Hai cái tôi hay là hai cái bản chất của cá nhân khác nhau hay là nhiều người khác nhau, nó dần dần nó hòa hợp lại. Thì đó là sự tiến hóa, sự tiến bộ. Cho nên xu hướng của thế giới nó hình thành theo cái quan điểm đó, là hình thành những cái tổ chức Liên Hợp Quốc, những cái khối hòa bình thịnh vượng chung, những cái khối liên minh rồi dân dân, nó hình thành cái sự tiến hóa như vậy. Nó không có cái sự mâu thuẫn để mày khác tao là tao quýnh mày cho chết chẳng hạn như vậy. Như hiện nay, nếu mà em nào theo dõi thế giới thì thấy Nga và Ukraine đánh nhau,
hai người đến nhau chẳng qua là không có một cái sự bắt tay hòa hợp nhau được. Mày khác tao hoàn toàn, mày phải giống tao, mày phải thay đổi tao. Tao nghe lời mày thế là quấn nhau. Đấy. Và cái quan điểm xã hội đó, nó dần dần nó dẫn dắt con người là người đến một cái sự gọi là hòa bình, một sự thịnh vượng, một cái sự đoàn kết chung trên cả thế giới này. Mà đó là điều mơ ước của con người. Vậy thì cái sự tiến bộ của thế giới tâm linh lại theo một lĩnh vực khác. Con người càng ngày càng phải tiếp cận cho rằng nó tồn tại một cái thế giới ngoài thế giới thật này. Vậy thì bằng cách nào con người phải có một cái sự liên kết với thế giới ngoài con người thật? Thế là những cái giáo lý hay những cái kỹ năng, những cái phương pháp, thí dụ như thiền hay là những cái phương pháp tu luyện nhân để mà tiếp cận với thế giới ngoài con người thật. Ở một khía cạnh khoa học mình nhìn nhận thì người ta, những con người đó mặc dù không hiểu khoa học nhưng mà người ta đang tiếp cận một cái dạng năng lượng chưa xác định. Thầy xài cái từ một cái dạng năng lượng chưa xác định bằng khoa học. Có tồn tại hay không tồn tại mình cũng chưa biết. Nhưng mà cái quan điểm của các nhà tâm linh học hay thần linh học thì người ta đang muốn tiếp cận với một cái năng lượng chưa xác định ngoài cái năng lượng tự nhiên mà con người đã tìm hiểu, đã xác định được. Thì khoa học vũ trụ, khoa học thiên văn vũ trụ cũng đang tiếp cận theo cái lĩnh vực là đang tìm hiểu những cái dạng năng lượng chưa xác định ngoài cái hành tinh này hay là tồn tại trong hành tinh này mà chúng ta chưa có tìm ra chân tướng một cách rõ ràng. Đó. Đến nay các khoa học, các lĩnh vực khoa học vẫn đang tìm hiểu cái điều đó. Cho nên nếu mà trước Einstein thì chưa bao giờ thấy cái năng lượng hạt nhân, và bây giờ người ta tìm ra cái năng lượng proton và những năng lượng hạt khác, nguyên tử khác để người ta sử dụng trong, ứng dụng trong cái thực tế để tạo ra một nguồn năng lượng. Vậy tiến hóa của loài người có phải mục tiêu cuối cùng là càng ngày càng tiếp cận với những dạng năng lượng ngoài cái thực dưỡng? Về mặt sinh học, con người có thể tiếp cận với dạng năng lượng khác để không còn ăn được không? Không còn hạn chế cái việc thức ăn đến mức độ tối thiểu được không? Đó là câu hỏi giả định mà chúng ta đặt ra để đặt lên cái sự tiến hóa. Đó là phần giả thuyết của thầy. Biết đâu được con người có thể sử dụng một dạng năng lượng khác mà nó bù đắp vô cái diện thực dưỡng. Và điều đó không phải là không có. Bởi vì những cái chứng minh thực nghiệm có người nhịn đói mấy chục ngày trong lồng kính chẳng hạn, hoặc trên đỉnh núi hay gì, các thiền sư, cái điều đó xảy ra rất là nhiều. Người ta thực nghiệm rất là nhiều. Như vậy họ không ăn gì, họ sống bằng cái gì, năng lượng nào để cung ứng? Tóm lại cuối cùng, mục tiêu cuộc sống con người có hai cái lĩnh vực mà đời sống thực tế chúng ta phải tiếp cận và đối mặt bằng mọi phương pháp, bằng mọi phương tiện mà chúng ta phải đạt được. Thứ nhất là hoàn hảo hóa về các nhu cầu sinh học của cơ thể. Các nhu cầu sinh học có cơ thể gồm có ăn, ngủ, nghỉ ngơi, thư giãn, duy trì nòi giống, hay là tạo nên một cái sự khoái cảm về mặt cảm xúc liên quan đến cơ thể. Thứ hai, nhu cầu về mặt tinh thần là hướng tới cái sự phát triển cao nhất về mặt trí tuệ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, con người dường như chưa chú ý đến sự tiến bộ phát triển cao bậc nhất của cái cảm xúc, mà chủ yếu là cái sự hòa hợp cảm xúc giữa cá nhân này và cá nhân khác, giữa một cái tập thể này và một tập thể khác, giữa một quốc gia này và một quốc gia khác. Đó là một con đường con người đang còn chật vật để tìm hiểu. Có thể họ thông qua trí tuệ để mà hòa hợp với nhau. Có thể không cần thông qua trí tuệ mà họ thông qua một dạng năng lượng nào đó có chứa đựng thông tin để họ có thể hòa hợp nhau. Thí dụ như em có thể nhìn một cái người bạn, một người bạn gái, một người khác giới hay một người bạn nào đó đang ngủ nhiên đi ra, em cảm thấy cảm tình. Cái dạng năng lượng đó để người ta xác định bằng cách nào? Đó là khoa học đang tìm tòi để mà chứng minh. Như vậy sự tiến hóa con người, tóm lại, nó dựa trên hai lĩnh vực: nhu cầu sinh học cơ thể, và thứ hai là các lĩnh vực hoạt động về tâm lý và tâm thần. Về lĩnh vực hoạt động tâm lý và tâm thần, nó còn thêm một khía cạnh nhỏ là tâm linh. Chúng ta không thể từ chối cái điều đó. Bởi vì yếu tố tâm linh nếu mà khoa học hóa thì nó sẽ hỗ trợ, trợ giúp vào khía cạnh hoạt động về tâm lý học và tâm thần học.
Còn nếu chúng ta đi xa quá, không có một cơ sở khoa học về tâm linh thì chúng ta lại dẫn đến một cái barrier hoặc là một cái yếu tố gây ra mâu thuẫn giữa cái đời sống thực tế về mặt tinh thần. Như vậy, điều gì để mà quyết định tất cả những điều đó? Thì có những cái nguyên tắc vận hành của hoạt động tâm lý. Có những trường phái, những trường lý thuyết để mà nói lên cái những nguyên tắc này. Cái bài học hôm nay rất là hay nhưng mà lại không có đủ giờ để thầy nói hết tất cả những cái điều mà thầy muốn chia sẻ. Nên thầy phải lướt qua để các em đọc thêm. Thì bất kỳ các em nào có thể gửi mail cho thầy để chia sẻ thì thầy sẽ gửi trả lời để sâu sắc hơn. Hoặc là các em có thể làm một cái trình bày để mà giống như là một tiểu luận nhỏ gửi cho thầy để cùng có một cái buổi nào thì sẽ chia sẻ. Làm sao con người để biết được những cái năng lượng chưa xác định? Quả thật cái bộ não chúng ta có khả năng đó hay không? Cái cơ quan, cái cảm xúc của con người hiện nay cho rằng con người có cảm xúc khác biệt với sinh vật. Chẳng qua nó dựa trên nền tảng cơ sở vật chất là gì? Có lẽ là các tế bào thần kinh của các cơ quan cảm giác, các cơ quan thụ cảm, năm cơ quan thụ cảm. Liệu rằng có một cái hoạt động của tế bào thần kinh nào nó không, hoặc là những cái khả năng vượt quá cái cơ quan thụ cảm đó để tiếp dẫn cái dạng năng lượng chưa xác định không? Các em có coi trên HTV2 cái chương trình tài năng gì đó, các em thấy có một cậu bé 13 tuổi nhận ra được một cái bông hoa trong 100 cái bông hoa bằng mũi, bằng khứu giác. Và ngay cả nhận ra cái bông hoa đó trong 200 cái bông hoa giả luôn. Các em biết bông hoa giả thì giống nhau y hệt từ mùi màu sắc, mùi này đó. Dĩ nhiên là em này bị bịt mắt mà em này nhận ra. Vậy thì cái khả năng của con người dường như chưa tìm hết cái sự vô hạn. Nó luôn luôn là mang tính phổ biến và dừng lại ở đó. Như vậy con người có khả năng mà con người chưa thực hiện được, chưa tìm hiểu được cái cách để thực hiện được. Và mấy cái trường hợp cá nhân đó mang cái sự gọi là đột biến hay gì đó, nó không phổ biến. Tại sao không phổ biến? Tại vì những cái nguyên tắc của điều đó chưa được khoa học hóa, chưa được trở thành một kiến thức chung, chứ nó có thể thực hiện được. Như vậy có người còn cũng trong cái buổi thi đó, một em đó học sinh viên đại học Bách Khoa năm thứ hai nhất, thì em nó nhìn vào ngọn lửa có 100 cây nến và ban giám khảo đưa một cây nến đó để cho em nhận là cây nến đó, và em trong vòng 3 phút nhìn vô cái ngọn nến đó, em đó nhìn vào ngọn lửa, thì người ban giám khảo đem trả cái cây nến đó hòa lẫn trong 100 cây nến khác. Dĩ nhiên là em này không có thấy cái vị trí đâu và được ký hiệu, và sau đó em này đi nhìn hết tất cả cây nến và em nhận ra được cây nến mà ban giám hiệu đã có ký hiệu. Đó là một cái năng lực về thị giác. Quả thật về cái khả năng tiếp nhận thông tin và cái năng lượng của cái khả năng tiếp nhận đó nó mạnh mức độ nào hay như thế nào, khoa học chưa tìm cách để giải thích, để có những cái nguyên tắc, những quy luật hay những kiến thức phổ biến. Nếu khoa học tìm tiếp cận cái lĩnh vực này và đưa ra những kiến thức như chúng ta đang học về điều trị y học thì quả thật con người đã bước lên một cái trạng thái tiến hóa khác. Các em đã hiểu ý nghĩa của thầy trình bày không? Các em hiểu đi, các em thả tim cho thầy biết nội dung ý nghĩa mà thầy vừa muốn trình bày. Nó không có làm các em hoang mang. Đây là một cái giả thuyết mà có thể thế hệ của các em sẽ tiếp tục, hoặc là thế hệ sau các em có thể tiếp tục. Những cái dạng năng lượng chưa xác định, các em hình dung con người sống có hai phần: thứ nhất năng lượng, thứ hai là thông tin. Ngoài cái năng lượng thông tin thì con người không có, gọi là con người khi không biết sử dụng tiếp. Bạn Lý Hồng mà Mai Thi có ý kiến gì? Mời bạn. Thầy mời Lê Tiến Thành, quan điểm em sao về cái lý luận của thầy? Dạ thưa thầy, em vẫn không em vẫn chưa hiểu lắm về việc mà phải chờ cũng có hướng động cũng có xấu là xấu,
cái mic của em bị trục trặc rồi thằng ơi, chỉnh lại. Thầy có nghe chưa thầy? Rồi rồi, bây giờ nghe. À, em vẫn chưa hiểu về việc mình chấp nhận cái dạng năng lượng chưa xác định, với việc mình phải loại trừ những cái thứ mà mình biết là nó không tốt, những cái thứ mà nó không có chuẩn mực đó thầy. Ví dụ như là mình có những bệnh nhân ung thư, họ chữa ung thư theo phương pháp thực dưỡng chẳng hạn, họ suy nghĩ là thức ăn chỉ cần thay đổi về cái quan niệm về dinh dưỡng thì họ sẽ chữa được ung thư. Hay là những bệnh nhân khác sinh đẻ theo thuận theo tự nhiên chẳng hạn, thì cái quan điểm đó của họ có đúng hay sai, và mình có nên loại bỏ cái quan điểm của họ hay không? Ok, thầy xin khẳng định lại các em. Cái điều mà thầy vừa nói không phải cực đoan như là Tiến Thành nghĩ. Bệnh ung thư là chữa bằng thực dưỡng, thầy không hề có quan điểm đó. Thầy đặt ra con người đang tiến hóa với những cái dạng năng lượng đưa vào, tiếp cận năng lượng và thông tin trong cái thế giới ngoài con người. Sự tiến hóa con người trên hai hình thức đó. Chứ thầy không có nói ở đây là năng lượng thực dưỡng là vô địch, giữa chữa bệnh mới cần năng lượng thực dưỡng thôi. Thầy không hề đề cập chuyện đó nha. Khoa học vẫn là khoa học, thầy vẫn chấp nhận mà. Thầy đang hướng các em đến một cái khái niệm tổng quan hơn, lớn hơn. Sự tiến hóa con người đưa vô cái việc là tìm hiểu năng lượng. Năng lượng bản thân, năng lượng bên ngoài, bên thân bên ngoài thế giới này. Thứ hai là cái thông tin. Đó. Bằng cách nào có những cái năng lượng nó chưa xác định được con người, để tìm cách xác định cái năng lượng đó và sử dụng nó hợp lý, phù hợp với con người. Năng lượng của cá nhân mình cũng phải biết điều tiết một cách hợp lý để càng ngày sức khỏe mình càng tốt hơn. Và cái thông tin mình tiếp nhận và mình sử dụng những thông tin nó cũng càng ngày càng phù hợp với mình thôi. Năng lượng và thông tin là hai cái dạng mà con người cần có hiện nay, đang nói đến hiện nay là sự tiến bộ, tiến hóa. Tuy nhiên con người cũng còn khiếm khuyết cái dạng là cảm xúc, năng lượng về cảm xúc. Bởi vì vậy, chính vì vậy có một cái sự thù hằn, cái sự tội phạm, chiến tranh đồ xảy ra cho đến ngày hôm nay. Em hiểu được tóm tắt ý thầy chưa? Chứ thầy không có nhấn mạnh vô cái năng lượng vô hình chưa xác định mà bỏ quên cái phác đồ điều trị ung thư, không có, thầy không có nói. Hoặc là vấn đề mê tín hay kiến thức sai lệch về cái vấn đề điều trị ung thư bằng thực dưỡng, thầy không có đặt vấn đề đó ra. Thầy đang nói đến sự tiến hóa con người á. Nếu mà các em có đủ kinh nghiệm hay là kiến thức thì các em sẽ rút được kết luận giống như thầy. Quay phim lại cái lịch sử phát triển con người thì nó chung quy nó như vậy thôi. Hiểu được không Thành? Dạ, em hiểu rồi. Ý là mình cần phải phổ quát ra chứ những cái như đó nhỏ nhỏ mình phải làm. Trong quá trình hành nghề của em cũng vậy. Em biết là có hai nguyên tắc lớn. Thứ nhất là sử dụng năng lượng phù hợp. Thứ hai, làm sao để năng lượng của cá nhân nó thích hợp nhất. Nếu mà em chữa bệnh vô, em không có đảm bảo cái năng lượng của cơ thể bệnh nhân hoạt động chuyển hóa cơ bản thì chắc chắn em thua chắc. Bởi vì có những cái phác đồ điều trị cái liều rất là cao, nhưng bệnh nhân không có ăn uống được, không có đủ năng lượng để hấp thụ những cái đó để chuyển hóa đó thì nó vô ích. Và thầy đã trải nghiệm rất nhiều bệnh nhân tử vong bởi vì điều đó. Ngược lại, chúng ta có thể tìm hiểu cái thế giới xung quanh chúng ta có những dạng năng lượng khác, chứ không phải là sữa hay là cơm hay là gạo hay là thịt có thể bù đắp cái năng lượng đó cho cơ thể. Hay là một dạng năng lượng nào đó không phải bắt buộc cơ thể phải tốn hao năng lượng để chuyển hóa nó nhiều hơn nữa. Dần dần thực dưỡng là như vậy. Cái dạng thực phẩm người ta chế tạo để dễ tiêu hóa, dễ phân hủy là đang cái xu hướng đó, là đang thầy đang nói cái quan điểm về sự tiến hóa của con người. Là như vậy, em hiểu không? Chứ thầy không có cực đoan hóa về cái cụ thể về cái chuyện chữa bệnh ung thư là phải thực dưỡng. Con người luôn luôn có xu hướng tìm hiểu những dạng năng lượng xung quanh mình. Và còn khuyết điểm là năng lượng về cảm xúc thì chưa có tìm hiểu rõ ràng được. Chưa có. Bởi vì cho rằng cái cơ quan cảm giác, thụ cảm con người nó quyết định cái vấn đề cảm xúc đó, thì con người đã chưa tìm hiểu ra cái quy luật, các nguyên tắc để phát triển các cơ quan thụ cảm đó. Thầy đưa ra những ví dụ của trên đài truyền hình, những thực nghiệm của các em dự thi đó là cụ thể, rất là thực tế, để chứng minh là cái quan điểm là
con người chưa tìm hiểu hết năng lượng của bản thân, những khả năng hoạt động của tế bào thần kinh của cơ thể hay những tế bào khác. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ đi vô cái phần bắt đầu. Cái nguyên tắc nào để con người có thể tiến tới cái mục tiêu là ổn định, hòa hợp, an lạc với trong cuộc sống này, đối với những mối quan hệ của cá nhân đó với nội tâm, mối quan hệ của cái tôi cá nhân đó với người khác và đối với xã hội tự nhiên. Vậy thì có những nguyên tắc nào? Đầu tiên chúng ta phải nhắc đến những xung năng. Theo các quan điểm của triết học, có tâm lý học cổ đại cổ, thì học thuyết Freud hay là học thuyết của Carl Jung, tâm lý học phân tích của Carl Jung, hay là những các quan điểm của các trường phái sau của hai ông ta đều cho rằng hoạt động tâm lý đều bắt nguồn từ những cái xung năng. Vậy xung năng là gì? Các em đã học rồi ha. Xung năng là gì? Em nào nói được xung năng là gì? Bắt nguồn từ những xung năng. Xung năng là cái nền tảng cơ bản để quyết định toàn bộ các hoạt động về tâm lý, tinh thần hay sinh học của cơ thể cá nhân. Vậy xung năng là gì? Thầy dạy luôn luôn mà có một lý luận logic và kiến thức cơ bản nền tảng. Xung năng là gì các em? Dạ thưa thầy, xung năng là năng lượng của các xung động hả thầy? Đúng rồi, năng lượng của các hoạt động tế bào thần kinh. Nó được dẫn truyền. Năng lượng của các tế bào thần kinh chức năng được dẫn truyền đi. Đó là xung năng đó. Và tâm lý học thì phân tích cái xung năng theo khía cạnh tâm lý. Thần kinh học thì phân tích cái xung năng đó theo khía cạnh hoạt động chức năng của tế bào. Thì tâm lý học, cái xung năng nó liên quan đến các nhu cầu. Cái nhu cầu của bản thân, như là Freud nói là cái ít. Cái xung năng đó nó nhu cầu của cái tôi, Freud nói là ego. Các xung năng đó cũng là do từ những cái lương tâm hay là cái vấn đề đạo đức của xã hội đặt ra cho người đó. Ở con người nó có khả năng như vậy. Với loài vật không có, thì Freud đặt thêm một cái lĩnh vực mới ở đặc biệt con người, đó là cái superego. Những cái xung năng của ba vùng nó hoàn toàn nó điều khiển. Đối với Carl Jung thì xung năng ông cho rằng có hai cái lĩnh vực luôn luôn đối lập lẫn nhau theo ba quy luật. Đối lập là có cái sáng cái tối, hay là cái âm cái dương, hay là cái tích cực và cái tiêu cực tồn tại trong cơ thể con người. Cái thứ hai là cái quy luật thứ hai là quy luật gọi là tương đồng, có nghĩa là hễ cái này mạnh lên thì cái kia yếu đi và nó không bao giờ tiêu diệt được, và có khả năng gọi là tích tụ lại và nó phục hồi lại để đấn áp lại chuyển đại, gọi là quy luật tương đồng. Quy luật thứ ba là quy luật hòa hợp, có nghĩa là cân bằng á, là entropy, là hai cái xung năng tối và sáng hay tích cực và tiêu cực nó sẽ ở một cái trạng thái cân bằng, luôn luôn là như vậy. Và khi nào một cá nhân nào mà luyện tập hay là điều chỉnh đưa vào trạng thái cân bằng thì người đó được mệnh, được gọi là một cái tâm lý lành mạnh, nhớ như vậy. Bởi vì cuộc sống chúng ta không thể nào mà nói là cái xấu nó không bao giờ đến, cái điều tiêu cực nó không bao giờ đến, nó đến đâu có thể chờ chúng ta gọi đâu, nó đến và nó cứ đến. Do vậy chúng ta sẽ thấy rằng nó phải có sự cân bằng. Khi cái xấu nó đến thì cái tiêu cực nó xảy ra và cái tích cực nó bị lấn át đi. Do vậy chúng ta phải có một sự chuyển động bằng những hình thức hoạt động khác, những cái cơ chế khác để tạo nên sự cân bằng. Và trong điều trị cơ thể cũng vậy luôn, cũng tạo nên cái sự quân bình cân bằng của hoạt động chức năng của tế bào thôi. Cái nguyên tắc cân bằng đó là nguyên tắc chung cho tâm lý học và sinh học cơ thể. Thầy xin các em một phút nha.
Thì cái quy luật cân bằng các xung năng đó là những nguyên tắc để trị liệu về tâm lý hay là tham vấn về tâm lý. Thì chúng ta biết là các xung năng theo các trường phái cổ điển như thầy vừa mới nói, nó thể hiện lên cái nhu cầu của sinh học. À, nó cũng trở thành nên cái động lực, giống như nãy các em nói là phải có động lực trong cuộc sống, động lực có mục tiêu ngắn hạn hay dài hạn, thì do những cái nguồn năng lượng từ các xung năng của các tế bào thần kinh. Và xung năng này nó ảnh hưởng ảnh hưởng với cuộc sống của chúng ta như thế nào. Thì mình phân biệt hai nhóm, nhóm nội tự sinh ra và nhóm yếu tố bên ngoài nó tác động tới. Thì các quan điểm của các trường phái tâm lý phân tâm học thì cho rằng luôn luôn có tồn tại một cái xung năng sống và một xung năng chết. Xung năng sống ở đây nó có bao gồm cái xung năng ham muốn về tính dục, duy trì đời sống. Xung năng chết là nó bao gồm những cái xung năng, nó xu hướng con người có dẫn đến cái chết hoặc cái sự gây hấn hoặc sự hung bạo. Đó, nó tồn tại một cách bẩm sinh như vậy, không người nào không có. Và cái yếu tố này sẽ được con người cân bằng hòa hợp với lại cái đời sống của mình trong thực tế. Người nào mà không kiểm soát, không tạo sự cân bằng thì người đó dẫn đến một cái nhà tâm lý không có ổn định, hoặc là có những hành vi chưa có phù hợp với lại cuộc sống. Đối với quan điểm của một trường phái cũng gần kề với trường phái phân tâm học, ông cho rằng Asler, đó là trường phái tâm lý học cá nhân của Asler, thì ông cho rằng con người bẩm sinh sinh ra là có một cái cảm giác thấp kém. Tuy nhiên cái cảm giác thấp kém này trở thành một cái động lực, động lực để cá nhân nó phát triển. Bởi vì đứa nhỏ sinh ra trong cái thế giới xung quanh của nó thấy nó nhỏ bé, nó thấp kém. Nhưng mà từ cái thấp kém này nó sinh ra một cái sự phấn đấu bẩm sinh để tồn tại. Và khi trưởng thành, cái sự phấn đấu bẩm sinh này nó biến thể thành một cái bản thể sáng tạo, một cái dạng gọi là reality cell. Cái sự sáng tạo này nó giúp tạo nên cho con người thêm một cái những cái sự hòa hợp mới trong cái cuộc sống, hay cũng giống như là một cái động lực mạnh mẽ hơn, duy trì. Và nó cũng hình thành cái mục tiêu tạm thời, hay gọi là mục tiêu hư cấu như bạn vừa mới trình bày á, là chúng ta phải cần có một cái mục tiêu và hoàn thành những mục tiêu đó. Đó là điều đúng, chắc chắn đó là tự nhiên à. Nó luôn luôn tồn tại những cái mục tiêu nhỏ, và những mục tiêu nhỏ nếu mà có một cái kế hoạch gọi là logic thì nó dẫn dẫn tới một cái mục tiêu lớn hơn. Đó, thì quan điểm của Asler là vậy. Chúng ta hướng tới những cái quan điểm khác về cái Maslow. Thì ông cho rằng con người có năm nhu cầu. Một cơm chiên hải sản. Alo. Hộp nước ngọt hả chị? Mình đang hết Pepsi. Hết Pepsi hả? Để có gì? Các bạn hãy tắt mic để khi nãy để thầy lại lầm lẫn nha. Thì theo Maslow có 5 nhu cầu cơ bản. Con người luôn luôn có 5 nhu cầu cơ bản. Nhu cầu về cơ thể, ăn uống, nghỉ ngơi, tình dục, bài tiết, vân vân. Nhu cầu về sự an toàn, liên quan đến sự tương tác với người khác, với xã hội. Cảm thấy có sự an toàn trong mỗi môi trường sống của mình. Nhu cầu cao hơn nữa là nhu cầu về tình cảm. Cần có một cái mối quan hệ bạn bè hay tình yêu, vân vân. Một cái sự hòa hợp liên quan đến người khác. Rồi, nhu cầu được tôn trọng và tôn trọng người khác cũng liên quan đến cái mối quan hệ với người khác. Đó là bốn nhu cầu thường hay có ở con người một cách tự nhiên nha. Con người nào cũng sẽ có bốn nhu cầu này hết. Còn nhu cầu cuối cùng là một cái nhu cầu là muốn thể hiện mình ra trong cái thế giới này. Cái sự thể hiện ra mình thế giới này theo Maslow thì nó có ý nghĩa khác, nhưng mà đối với một số người thì nó lại theo một ý nghĩa tiêu cực hơn.
thể hiện ra bên ngoài, muốn chứng tỏ mình, muốn tôn trọng mình, giống như Hitler muốn chứng tỏ thế giới là muốn chinh phục thế giới, cũng là một cái nhu cầu hiện thực hóa bản thân. À, nhưng mà đối với một cái xu hướng tích cực thì cái nhu cầu hiện thực hóa là cái sự giúp đỡ người khác, à, yêu thương người khác, à, thể hiện cái năng lực của mình đối với người khác một cách tốt nhất, tích cực. Nếu mà nói theo Phật giáo thì đó thể hiện cái tính đức tính bác ái hay từ bi. À, nếu nói theo Công giáo thì đó thể hiện đến cái việc sống đạo, à, thể hiện cái sự yêu thương đối với những người, với con người. Đó là nhu cầu hiện thực của bản thân. À, tiếp theo thì thầy xin bước qua học thuyết hiện sinh. Thì như thầy đã trình bày rồi, à, các em đọc tham khảo thêm. Tóm lại, các lý thuyết về chọn lọc và phát triển cho rằng cái tâm lý con người luôn luôn hướng đến cái sự hòa hợp, à, congruence, sự hòa hợp. Sự hòa hợp này là gì? Là cái tôi của họ đây, cái khái niệm về bản thân của họ đây, và cái thực tế của cuộc sống, và phải có một sự tương đồng, à, sự tương đồng hay là sự hòa hợp. Cái khoảng giữa này để nói lên cái giá trị của các cá nhân đó. Mà để có một cái khái niệm bản thân hoàn thiện tốt nhất, dĩ nhiên phải có sự trải nghiệm. Nếu mà không có sự trải nghiệm thì do quá trình giáo dục của gia đình hay là sự hoàn cảnh sống của cá nhân đó không có một sự trải nghiệm thực tế thì họ sẽ khái niệm bản thân họ sẽ sai lệch đi. Ví dụ như một đứa trẻ được chăm chút quá mức, lo lắng đến từng vận tơ kẻ tóc, ăn uống ngủ nghỉ, không hề có một sự chia sẻ với người khác, có bạn bè hay là giáo dục của gia đình chỉ chú ý đến cái tôi cá nhân của đó, thì đứa trẻ đó chắc chắn khi mà ra đi học lớp mẫu giáo hay là tiểu học hay trung học luôn luôn là bảo vệ cái tôi mình, luôn luôn muốn cái tôi của mình hơn hẳn những người khác. Nó dẫn đến một cái sự trải nghiệm chưa có trong cuộc sống của đứa trẻ đó trưởng thành, và nó hình thành nên một cái lối sống là muốn hưởng thụ, hoặc một lối sống muốn sử dụng người khác, không chỉ người khác. Đó, đó là thầy lướt sơ qua các hoạt động tâm lý. Vậy thì bước sang phần 3 là thế nào là những cái trọng điểm của cuộc sống. Rồi, mời các em. Theo các em thì trong cái cuộc sống này có những cái tiêu điểm là gì? Những cái trọng điểm trong cuộc sống này là gì? Cái mục tiêu đó là gì? Mời các em. Phần vừa rồi đó thì trình bày nguyên tắc của cá nhân, tâm lý cá nhân. Phần thứ hai kế này thì đang muốn nói của cuộc sống thực tại này có phù hợp với cá nhân những cái hoạt động tâm lý đó không? Những cái tiêu điểm trọng tâm đó nó có phù hợp với những nguyên tắc vận hành không? Thì mới chứng minh được con người có thể tiến bộ được, có thể tiến hóa được. Còn nếu hoàn toàn nó không phù hợp với các nguyên tắc tâm lý đó thì có lẽ con người sẽ không phát triển được. Thì cái tiêu điểm nó có mâu thuẫn với những hoạt động tâm lý không? Những cái nguyên tắc của hoạt động tâm lý không? Vậy thì tiêu điểm của cuộc sống là gì? Thầy mời các em phát biểu. Theo em, tiêu điểm cuộc sống em chọn lựa là gì? Như hồi nãy có em nói là thấu cảm được với người khác, đúng là tốt. Biết tôn trọng người khác. Vậy thì bản thân cá nhân các em phát biểu đi. Theo em, tâm tiêu điểm cuộc sống là gì? Duyên Nhi. Nguyễn Nhi. Dạ, thưa thầy, tiêu điểm cuộc sống của cá nhân em đó là tôn trọng quyền được sống và hạnh phúc của mỗi người. Tôn trọng người khác. Nghĩa là mục tiêu cuộc sống của em là phải tôn trọng người khác. Ok, đó là bức thang thứ tư của nhu cầu Maslow. Ok, phù hợp. Rồi, xin mời Trung Hiếu. Dạ, thưa thầy, tiêu điểm của cuộc sống của em là sức khỏe, giống như slide thầy đang chiếu. Tại vì có sức khỏe thì sẽ làm được tất cả mọi thứ. Ok, nó phù hợp với nhu cầu của thang Maslow về thể lý. Đồng ý.
Rồi xin mời ai khác. Ngọc Trai. Dạ thưa thầy, tiêu điểm cuộc sống em nghĩ đó là hệ tư tưởng và suy nghĩ của mình. Em nói rõ hơn hệ tư tưởng và suy nghĩ đi. Là em nghĩ là mỗi người nên có một cái tư tưởng và suy nghĩ đúng đắn, tại vì nếu có một cái tư tưởng thì ấy là có một cái tư tưởng và có một cái hành suy nghĩ thì nó sẽ phản ánh được cái hành động của mình. Thì em nghĩ nó sẽ chi phối được cho tất cả. Và dựa vào cái suy nghĩ đó thì mình sẽ làm được việc đúng đắn về sức khỏe, về gia đình, về tài chính. Thì em nghĩ là cái quan trọng đối với em đó là cái suy nghĩ của mỗi người. À, em nâng lên cái giá trị về cái mục tiêu cuộc sống nó liên quan đến nguyên tắc hoạt động của nhận thức, đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. À, hoạt động của nhận thức. Ok, đồng ý. Đó, thầy tập cho các em lý luận vậy đó, rất là logic. Rồi, thầy mời Phạm Điện Ngoài. Em thưa thầy là thực hiện hóa bản thân, em muốn làm những điều gì em muốn thoải mái và được mọi người chấp nhận vậy. Rồi, rất tốt. Mang cái nghĩ năng của mình, khả năng của mình để giúp cho người khác được vui vẻ, được hạnh phúc và bản thân mình được hạnh phúc, đúng không? Vâng ạ. Rất giỏi. À, thể hiện tầng cao nhất của thang yêu cầu Maslow thứ năm và cũng thể hiện được cái mối quan hệ tương đồng giữa ba cái trục là ego, superego và cái ích là để nói đến sự hài lòng của bản thân. Cái superego muốn nói lên cái sự hòa hợp, sự hài lòng của người khác theo các quy chuẩn về đạo đức, lương tâm. Đó, rất tốt, em đã áp dụng đúng cái nguyên lý của vận hành của tâm lý, đồng ý. Thầy mời tiếp theo bạn Anh Thi. Thầy mời Anh Thi. Dạ thầy, là tiêu điểm cuộc sống của em là em muốn có cuộc sống hạnh phúc và an lạc ạ. Hạnh phúc an lạc cho cá nhân em hay sao? Dạ cho cá nhân em và có thể hòa hợp với cộng đồng luôn ạ. Cá nhân em hòa hợp với cộng đồng, cái điều này nó hơi có vẻ khó, nói chung chung khó. Chẳng hạn em nói là em muốn có hạnh phúc an lạc của cá nhân em, ok, còn hòa hợp với cộng đồng nó lại là một cái hướng khác. Có thể nó bị mất mát đi cái hạnh phúc an lạc của em, bởi vì đôi khi là cái điều mình phải hy sinh, điều mình phải chịu thiệt mới có thể làm vui vẻ hài lòng người khác. Cũng có khả năng là chúng ta hài lòng và người khác hài lòng lắm, ok, nhưng mà đúng theo nguyên lý của học thuyết phân tâm. Cảm ơn em. Quỳnh Công Thành. Dạ thưa thầy, là cái tiêu điểm của em là phải sống, tức là mình sống học tập mình sẽ có mục tiêu để mình hướng tới, và thứ hai là mình phải có động lực để mình chịu, mình phải, tức là mình phải chịu trải qua những cái khó khăn, trải qua những cái thách thức và những cái áp lực trong cuộc sống để mà hoàn thiện mình hơn. Rồi, rất là giỏi. Quỳnh Công Thành phát biểu là rất là chuẩn xác. Nó thể hiện được cái nguyên tắc của các nguyên lý hoạt động của các trường phái tâm lý phân tâm học, tâm lý học cá nhân và tâm lý học hiện sinh. Khi nói đến phân tâm học, tâm lý học cá nhân và tâm lý học hiện sinh, nó thể hiện lên cái nội lực hay là cái động lực bên trong. Như là Thành vừa mới nói, nếu mà con người không có động lực, không có mục tiêu để thực hiện thì quả thật người đó sống vô nghĩa. Cái thứ hai là Thành nói là phải vượt qua những cái khó khăn thực tế nó đến, thì đang nói đến tâm lý học hiện sinh. Con người luôn luôn phải có sự thức tỉnh, một sự tự quyết định, một cái sự đối mặt với thử thách, với cái hoàn cảnh hiện tại, tại thời điểm hiện tại. Ok, cảm ơn Thành. Đó là cái tiêu điểm mà các em vừa trình bày, nó cũng phù hợp với các điều mà thầy vừa sắp sửa trình bày. Cái đầu tiên muốn nói tiêu điểm là sức khỏe. Tại vấn đề sinh học con người hầu như là vấn đề quyết định. Cái sự tồn tại về quan hệ giữa tinh thần và thể chất thì thầy vẫn nhấn mạnh qua cái sự tồn tại về cái sự mạnh khỏe hoàn hảo về thể chất là yếu tố quyết định. Trên của mình tải một sức khỏe không đầy đủ thì cho rằng em có tư tưởng cao siêu hay là muốn yêu thương người khác mà người khác cũng khó có thể xảy ra. Như vậy cái thang bậc thang đầu tiên của Maslow là một cái sự hợp lý nhất, là cái nhu cầu thể lý.
mà không có ai có thể phủ nhận được. Tổ chức thế giới đánh giá về chất lượng cuộc sống cũng đưa cái sức khỏe lên hàng số 1. Các tiêu chuẩn thang đánh giá về cái chất lượng cuộc sống các quốc gia phát triển vẫn đưa về sức khỏe và tuổi thọ mang chất lượng cuộc sống tốt nhất về sức khỏe vẫn là hàng đầu. Do vậy, sức khỏe được xem như là trọng tâm tiêu điểm hàng đầu về chất lượng cuộc sống mà hầu như tất cả con người đều chấp nhận, tất cả tôn giáo, tất cả lĩnh vực quốc gia chủng tộc nào khác đều chấp nhận vấn đề sức khỏe hết. Thứ hai là nghề nghiệp. Thật ra yếu tố nghề nghiệp là để tạo nên một cái tầng thứ tư là sự tôn trọng bản thân mình và để người khác tôn trọng mình, tự tôn trọng và mong muốn người khác tôn trọng mình. Đó là yếu tố nghề nghiệp. Nếu chúng ta trưởng thành lên mà chúng ta không có một kỹ năng, không có nghề nghiệp gì hết thì chúng ta chỉ sống tạm bợ, dựa dẫm hoặc là hưởng thụ lợi dụng người khác thôi, thì cái lòng tôn tự trọng của chúng ta lúc đó nó sẽ trở thành cái mâu thuẫn nội tâm dẫn đến những mặc cảm tự ti hoặc là sự dè biểu của những người khác hoặc là cái đánh giá của những người khác làm chúng ta thiếu đi cái động lực và mất đi cái định hướng của cuộc sống. Do vậy, nghề nghiệp vẫn là một yếu tố rất là quan trọng sau kế tiếp cái sức khỏe. Chính vì vậy, quá trình giáo dục của tất cả các quốc gia đều định hướng từ cái kiến thức phổ thông đến định hướng nghề nghiệp theo cái xu hướng là phổ thông xong rồi đại học hoặc là trung học chuyên nghiệp dần dần, cao đẳng nghề dần dần. Yếu tố nghề nghiệp rất là quan trọng. Cho nên nó được xem như là một cái yếu tố về dịch tễ học mà không thể bỏ quên trong tất cả nghiên cứu nào. Nó ảnh hưởng đến cái vấn đề tâm lý và ảnh hưởng đến vấn đề sức khỏe của cá nhân con người. Như vậy khi nói đến nghề nghiệp, chúng ta phải phân tích hai điều. Thứ nhất là sự đam mê. Nếu chúng ta có nghề nghiệp mà không có sự đam mê, rõ ràng chúng ta đang mâu thuẫn trong cái mục tiêu của cuộc sống. Và sự cưỡng ép thực hiện cái nghề nghiệp đó, nó dẫn đến sự mâu thuẫn về nội tâm của cá nhân các em. Các em vào ngành y phải tự nguyện, các em cho ra làm sự đam mê, chứ không phải vào ngành y vì hài lòng cha mẹ, hài lòng ai đó. Đó, vào ngành y để chúng ta cảm thấy là chúng ta có một cái sự thích thú cảm xúc trong cái lĩnh vực nghề nghiệp này. Chứ không phải vào ngành y chỉ vì là Phật dạy hay là Chúa dạy là phải biết ban ơn, yêu thương người khác, cho nên mình vào ngành y để mà ban ơn, chữa bệnh cho người khác. Điều đó cũng không phải là sai, nhưng cái cơ bản là phải có sự đam mê. Nếu chúng ta không có sự đam mê thì những cái điều, yếu tố khác á, nó sẽ trở thành một cái mâu thuẫn cho nội tâm của chúng ta. Cái thứ hai là vị trí xã hội, danh vị. Một cái nghề nghiệp, chúng ta đừng có cho rằng làm nghề đó chỉ giống như sư tử tỉnh không đâu. Không phải ai cũng dễ dàng được như ông đâu. Luôn luôn cái yếu tố danh vị của cái nghề nghiệp mình nó ảnh hưởng rất lớn trong cái động lực của chúng ta để đạt cái mục tiêu. Và yếu tố danh vị này nó có ý nghĩa tích cực nhưng nó cũng có ý nghĩa tiêu cực. Vì cái ý nghĩa tiêu cực của nó dẫn dắt chúng ta đến cái sự tự mãn kiêu ngạo hay là sự không tôn trọng người khác. Tuy nhiên nó là một cái điều tất yếu của mỗi cá nhân, khó có thể vượt qua. Những người có tầm vóc cao hơn, sự giác ngộ, sự đốn ngộ hay là có một nền tảng nhân cách tuyệt vời thì mới vượt qua cái danh vị này. Đó, như bác Phạm Ngọc Thạch là một trong những người vượt qua cái yếu tố danh vị. Sư Tề Tĩnh là một người vượt qua cái yếu tố danh vị. Rồi, cái nhu cầu thứ ba, cái trọng điểm của cuộc sống chính là tình cảm. Tình yêu đây không chỉ là tình yêu đôi lứa, tình yêu đây là tình yêu đối với cha mẹ, đối với bạn bè, đối với vợ chồng, đối với con cái, đối với người khác. Theo học thuyết cá nhân của Asler thì ba cái trọng tâm của con người nó bao gồm: thứ nhất là nghề nghiệp, thứ hai là tình yêu và thứ ba là cái mối quan hệ với người khác. Đó, theo học thuyết cá nhân đó, sự thành công, sự thành toàn của một hoạt động tâm lý đó chính là ba cái mục tiêu cơ bản như vậy.
Thì khi nói đến tình yêu thì thầy á, dựa trên học thuyết thiện sinh nó chia phân loại các cấp độ như sau. Cái đầu tiên là tình dục, quan hệ tình dục để cũng là một cái niềm khoái cảm không cần có tình cảm gì hết. Thứ hai là eros, là có ái tình, là muốn nói đến quan hệ cặp đôi. Trong cái vấn đề sex có hay không quan trọng, mà cái tình cảm mang tính chất nhận thức lý trí một cách sáng suốt, một cách minh bạch, ngoài lẫn với cảm xúc yêu thương, đó là ái tình. Đó. Gắn kết rất là bền lâu, còn tình dục thì rất là nhanh, có thể dễ dàng biến mất. Thứ ba là philia, không phải là muốn nói lên một cái mối quan hệ tình bạn. Thí dụ như các em biết đạo Tin Lành, các mục sư có vợ thì họ xem cái vợ họ không là tình dục, không là ái tình, mà chỉ là philia thôi. Đó, để cho các em hiểu. Hoặc là tình đồng chí, hoặc là đồng nghiệp với nhau, trong mối quan hệ tương đồng với nhau. Đó, cùng thể hiện nên cái tính công bằng. Bước hơn, cấp độ cao hơn, đó là sự bác ái. Đó, có mối quan hệ tình yêu bác ái, nhưng cái bậc gọi là đẳng cấp cao, như là sư tử tỉnh, thầy gọi Ngọc Thạch, hay là những cái bậc tôn sư, bên Công giáo cũng có, bên Phật giáo cũng có, hay là bên Hồi giáo cũng có. Tất cả những cái con người hy sinh cái bản ngã của mình để mà mang lại cái niềm yêu thương một cách vô điều kiện để đến với người khác. Còn người khác có yêu thương hay không, họ cũng không cần quan tâm. Đó, vị tha, nó gọi là vị tha không vụ lợi. Thì nó có bốn dạng cái cảm xúc như vậy, tình yêu như vậy. Chúng ta có thể không cần theo cấp độ tiến hóa, mà có thể sử dụng trong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm nào đều có thể có thể hiện bốn hình thức này hết. Và không có gì mâu thuẫn gọi là tích cực hay tiêu cực trong các dạng này cả. Nhớ như vậy. Rồi, cái mục tiêu của cuộc sống là tiền bạc và của cải. Cái mục tiêu này á, đa phần á, người ta né tránh, hỏi đến người ta đều là sử dụng một cái tư duy gọi là cao thượng hay là gì đó mang ý nghĩa xã hội, cộng đồng. Chứ người ta không nói là tôi muốn cuộc sống tôi là muốn làm giàu, muốn có tiền nhiều hay có cải nhiều, có nhà cửa, xe hơi, phương tiện đồ này nọ. Thật ra người ta né tránh, nhưng nó luôn luôn là một cái chung hết cho tất cả các nhu cầu khác. Bởi vì tiền bạc của cải đến thời điểm hiện tại nay, xã hội phát triển nay, thì nó là một cái giá trị được gọi là trung gian chuyển hóa thành những giá trị khác. Ví dụ như muốn có tình yêu thì người ta cũng phải có giàu có, ví dụ như vậy. Muốn có sức khỏe tốt thì người ta phải có tiền bạc giàu có, ví dụ như vậy. Nhưng mà mình không cực đoan là chỉ có tiền bạc thôi, không cần quan tâm đến những cái khác, không quan tâm đến sức khỏe hay quan tâm tình yêu. Nhưng mà thời xa xưa thì tiền bạc không có ý nghĩa nha. Càng về xa xưa đến xã hội nguyên thủy thì tiền bạc không còn ý nghĩa gì hết, chỉ có thời hiện đại thôi ha. Rồi, mục tiêu thứ năm trọng điểm cuộc sống là chính là sự tương tác hòa hợp với người khác. Nếu chúng ta trở thành một mình trong thế giới này, giàu có hay chúng ta chỉ có một mình, không có một sự hòa hợp gì khác, thì chúng ta chưa có đạt đến sự hạnh phúc, đến cái mục tiêu của cuộc sống, trọng điểm cuộc sống. Nó vẫn còn bị tồn tại một cái sự vô nghĩa của học thuyết Mộng Sinh đã nói, sự cô độc. Như vậy, khi có một cái mối quan hệ với người khác tốt thì cái sự an lạc của chúng ta và sự hạnh phúc của người khác nó mới thể hiện ra được một cái rõ ràng. Và thế giới này sẽ hạn chế bớt những hận thù hay là những cái sự ganh ghét hoặc là chiến tranh xảy ra. Rồi, thầy lướt qua cái góc nhìn duy tâm nha, thầy không có đủ thời gian. Các em hiểu được cái trọng điểm đó và thấy nó phù hợp với các nguyên lý vận hành tâm lý. Vậy thì chúng ta phải biết ứng dụng, chọn những cái trọng điểm đó trong cái cuộc sống của mình. Vậy thì hướng đến quá trình này chúng ta cần những hành trang gì? Mục tiêu đó chúng ta cần hành trang gì? Theo các lý thuyết của các nhà tâm lý. Đây là lý thuyết của Cát Xuân. Sự thành toàn bản ngã. Cát Xuân thật ra là một nhà khoa học phương Tây
Tuy nhiên ông đi theo phương Đông rất là nhiều và ông là một đệ tử của Phật giáo. Cho nên các quan điểm về học thuyết ông mang đậm tính chất giáo lý của Phật giáo. Ông xài từ sự thành toàn bản ngã. Có nghĩa là các cá nhân đó phải hợp nhất được cái khả năng của họ ở mọi thành phần cấu trúc cái của bản ngã, về nhận thức, về cảm xúc, về hành vi, về nhân cách, phải cân bằng được cái xung năng giữa bóng tối và ánh sáng đối với cặp đôi này được. Thì sự cân bằng đó nó sẽ giúp cho cái sự thành toàn, bỏ đi được cái sự thống trị của cái tôi của mình. Đạt được cái sự cân bằng này thì có sự đốn ngộ, nhận ra được cái sự hòa hợp của mình với người khác, hòa hợp giữa mình và thế giới. Đối với học thuyết hiện sinh thì đề nghị con người, mỗi cá nhân phải đi tìm ý nghĩa của cuộc đời của mình. Thì ý nghĩa cuộc đời của mình cần có hành trang gì? Thứ nhất là phải có sự thức tỉnh. Sự thức tỉnh này nó đòi hỏi là cá nhân đó phải tự quyết định, chọn lựa, tự quyết định để tìm thấy được cái trách nhiệm và cái sự tự do của mình. Để vượt qua những cái vô nghĩa như là cái chết của cuộc sống, cái sự cô độc của cuộc sống. Đó là cái điều quan trọng của học thuyết hiện sinh. Cái sự hiện thực hóa bản thân là một cái khái niệm quá lớn, quá cao siêu. Tuy nhiên đừng có thấy cao siêu quá mà chúng ta không với tới. Mà chúng ta hãy bình thường hóa nó bằng những cái kỹ năng sau. Thứ nhất, phải cởi mở, open. Chúng ta phải biết open. Thứ hai, chúng ta phải biết nhìn lại cái bản thân của chúng ta để khám phá, để lục tung nó lên, để phát huy được những khả năng, tiềm năng có thể. Ngay cả những cái cơ quan cảm thụ, cảm giác. Mình tưởng rằng nó chỉ đến đó thôi, nhưng mà đôi khi nó có những khả năng đặc biệt khác. Đó. Rồi thứ hai, chúng ta phải biết trung thực với cảm xúc, đừng có giả dối với cảm xúc. Chúng ta có thể giả dối trong suy nghĩ, nhưng mà chúng ta không thể giả dối với cảm xúc của mình. Rồi, phải biết có quyền quyết định tự do lựa chọn cái điều mình mong muốn, cái điều mình đạt tới, với ý nghĩa là có ích cho bản thân, có ích cho người khác. Có tư duy sáng tạo và đối mặt với những thách thức khó khăn như các bạn vừa mới nói. Còn cái quan điểm mà ba quan điểm của Carl Rogers, nhà tâm lý học nhân văn, cho rằng con người bậc cao nhất là phải có sự quan tâm tích cực vô điều kiện, giống như cái nhà ông cha, các nhà sư, không cần điều kiện gì hết, biết quan tâm người khác thôi. Cái thứ hai là sự thấu cảm với người khác, như là những nhà tiên tu vậy đó. Và thứ ba là lòng trung tín hay trung thực. Cái ba điều kiện này nó đã đưa cho cá nhân chúng ta lên một cái đẳng cấp hoàn toàn khác, hoàn toàn cao. Thì thầy cũng mong là các em đạt được cái điều này để cho mình rớt vô cái nhóm đặc biệt, classify, rớt vô cái nhóm gọi là về cái hệ tâm lý của mình đặc biệt hơn, nó phù hợp với ngành nghề của các em. Nhưng mà điều này không dễ, lý thuyết thì nói vậy nhưng mà thật sự là không dễ. Năm nhu cầu của Maslow đã nói rồi. Rồi đến việc ứng dụng tâm lý trong cái bài học hôm nay, trong cuộc sống thực tiễn, đối với vị trí hiện tại của các em. Thì như hồi nãy các em đã phát biểu, một em nói rằng em phải có một mục tiêu, một cái động lực thực tế ở những mục tiêu tạm thời, để từ đó hướng đến cái mục tiêu cuối cùng của các em. Đó là ứng dụng thực tiễn, cái nguyên tắc về tâm lý, theo học thuyết cá nhân của Maslow. Có em nói rằng em muốn người khác được an lạc, hạnh phúc. Đó là em áp dụng nguyên tắc thực tiễn của học thuyết nhân văn của Carl Rogers để nói lên cái khái niệm về bản thân của em đối với thực tiễn trong cuộc sống. Các em muốn nói lên là mình thể hiện cái điều mà mình hạnh phúc cho cá nhân mình và hạnh phúc cho cá nhân khác. Đó là mình cũng ứng dụng trong cái thực tiễn này. Như vậy, trong giai đoạn hiện tại còn học đường, thì em cảm thấy cái mục tiêu của cuộc sống của em là gì? Em là phát biểu tại thời điểm hiện tại, trong hoàn cảnh bây giờ, thì cái mục tiêu, động lực của cuộc sống em là gì khi em học ở bài học này?
Rồi, thầy mời Đắc Đắc Quyên trước. Dạ thưa thầy là dạ thưa thầy là hiện tại mục tiêu hiện tại của em là thứ nhất là em cố gắng em học tập thật là tốt cái ngành học của mình để sau này có thể có được cái kiến thức để giúp đỡ cho nhiều người, nhiều bệnh nhân tương lai của em. Và bên cạnh đó thì hiện tại thì em cũng được đi lâm sàng, em cũng có cái em cũng rất là muốn lắng nghe, thấu hiểu cũng như đồng cảm bệnh nhân. Em muốn tạo nên sự gắn kết nhiều hơn, xây dựng tình yêu thương giữa em với bệnh nhân nhiều hơn. Đó cũng là cái động lực để em cố gắng học tập nhiều hơn ạ. Giỏi lắm, rất là chính xác. Cảm ơn em. Một suy nghĩ rất là đúng đắn. Các em cần học tập theo cái quan điểm này. Thầy mời Trung Hiếu. Dạ thưa thầy, mục tiêu lớn nhất hiện tại của em là, và em nghĩ là cũng là điểm chung của một số bạn, thì của hầu hết những bạn sinh viên y, là phải học và rèn luyện chuyên môn thật là tốt để mà sau này hành nghề cho nó đúng với lại y đức. Cái thứ hai là mình phải trau dồi thêm cái nhiều cái kỹ năng khác ngoài việc học y, thì các kỹ năng mềm như giao tiếp xã hội chẳng hạn. Dạ em xin hết. Rồi, cảm ơn em nhiều. Thầy mời Nguyễn Nhi. Mục đích của em hiện tại thì là thứ nhất là về cái lĩnh vực mà mình đã chọn, đó là chuyên ngành y, thì em phải củng cố và càng ngày càng phát triển, trau dồi thêm. Cái thứ hai nữa là về mặt giao tiếp, em phải nâng cao cái việc giao tiếp của bản thân mình lên nữa. Và cái cuối cùng đó là khi mà làm bác sĩ ấy, thì ngoài cái chuyên môn ra thì cần phải đồng cảm, thấu hiểu bệnh nhân và mọi người xung quanh. Và cái mục tiêu lớn nhất của em đó chính là em muốn được đem đến những cái hạnh phúc, những cái về tài chính và tự độc lập tài chính cho bản thân mình, và đặc biệt đó là giúp đỡ ba mẹ em. Cái gì tốt. Rồi thầy mời Ngọc Anh. Dạ thầy, là mục tiêu hiện tại của em là tìm thấy được đam mê trong học tập và có thể có nhiều mối quan hệ lành mạnh trong học tập và rèn luyện sức khỏe thật tốt. Giỏi lắm, thấy rất rất là hay, cụ thể. Thầy thích cái quan điểm này, rất cụ thể, thực tế, rất hay. Nhưng mà thầy cũng rất là ca ngợi quan điểm của Đắc Quyên nha. Đó, nó cao siêu hơn. Đó cũng là một cái nền tảng rất là quan trọng. Thầy rất là cảm ơn các em đó hiểu được bài và ứng dụng cho thực tiễn. Tuy nhiên thầy muốn nhắc lại, tóm tắt lại những cái khía cạnh mà các em cần quan tâm ứng dụng cái khóa học thuyết tâm lý. Đầu tiên là sức khỏe. Phải chú ý đến sức khỏe. Chú ý đến sức khỏe là làm gì? Phải tập thể dục, phải chế độ ăn, phải thời lượng phân bố giữa cái cân bằng, giữa cái năng lượng bị mất đi và gọi là phục hồi năng lượng, sạc lại năng lượng. Nhớ yếu tố đó. Đó là nhiệm vụ. Có nhiều khi cái nó cao siêu quá mà cuối cùng đó, sức khỏe bị yếu nhất, bệnh tật tùm lum, thì lấy cái gì ra để phục vụ người khác, lấy gì ra để năng lực điểm cao, thi cử điểm cao hay là có một cái tay nghề tốt. Không có. Nhà đầu tiên phải nói về sức khỏe. Phạm Thị Hoài có muốn phát biểu gì? Em muốn trả lời câu hỏi của thầy á, mục tiêu của em á. Giờ thầy không biết còn hỏi nữa, nếu không hỏi nữa thì thôi em hỏi đưa đây. Trả lời đi, thầy rất là cần phát kiến thêm. Vâng ạ, thì theo em thì đầu tiên em thấy cảm thấy là mình là một người mà dễ bị tổn thương á, em muốn là kiểu như là mình sẽ học cái cách mà chữa lòng vết thương bản thân, rồi em sẽ chăm chỉ để ý bản thân hơn, ăn uống điều độ. Em cảm thấy mình cũng khá là bỏ bê bản thân, kiểu như là em không ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, rồi rồi về học tập thì em nghĩ là mình sẽ chăm chỉ hơn mỗi ngày, kiểu mình nên đầu tư cho kiến thức nhiều hơn. Vâng. Okay. Đó, cái ý thầy cũng vừa định nói giảng bài đó, ngoài cũng vừa nói ra đó.
nhiều khi các em nó luôn luôn nó có quan điểm hướng tới một cái mục tiêu cao xa lắm mà quên mất cái bản thân, bỏ bê cái sức khỏe. Đa phần thầy gặp 100 em thì hết 100 em hết, đa phần vậy. Thầy kéo em xuống mặt đất lại, các em xuống mặt đất lại. Cái ứng dụng thực tiễn của bài học này, đầu tiên mình biết trọng tâm cuộc sống là sức khỏe thì phải biết quan tâm đến sức khỏe là đầu tiên trước, nhớ như vậy. Mà để quan tâm sức khỏe của mình mà các em là ngành y thì thầy sao thầy khỏi phải dạy thêm kiến thức của em nhiều hơn thầy nữa. À, nhớ vậy. Cái điểm thứ hai, thứ nhất là điểm thứ hai quan trọng, đó là sự đam mê nghề nghiệp. À, sự đam mê nghề nghiệp các em xác định lại, thật sự các em học này là cái đam mê hay là một cái vì một cái sự cưỡng chế khác, thí dụ như tiền bạc, thí dụ như sự lời hứa với gia đình, hay muốn chứng tỏ mình với người khác. Hãy xem xét lại. Nếu mà không có đam mê nghiệp thì hãy tự mạnh dạn, tự quyết định từ chối nó, sẵn sàng mất 4 năm để chúng ta quyết định tìm hiểu cái sự đam mê của mình là cái gì để mà chúng ta quyết định chọn lựa. Thầy gặp rất nhiều bác sĩ với số lượng không dưới 20% ra trường, bỏ việc và không còn làm cái nghề nghiệp bác sĩ nữa. Và tổn thương về mặt tâm lý và cái giá trị của bản thân đó mất đi một thời gian rất là dài, lâu, rất nhiều. Đam mê nghề nghiệp là cái điều quan trọng. Sự đam mê nghề nghiệp trở thành một cái động lực để các em học tập, để em tăng cường lên khả năng, kỹ năng chuyên cần. Để mà các em đạt được những thành quả tốt nhất như bạn Đắc Quyên nói, rất là cần thiết. Sức khỏe, sự đam mê nghề nghiệp. Thứ ba, điều gì? Tôn trọng, sự tự tôn trọng lấy mình và người khác tôn trọng mình. Các em nhận thức được mình học như vậy để có một lòng tự trọng và muốn người khác tôn trọng mình thì nó trở thành một cái động lực thúc đẩy các em rất tốt. Ba mẹ tôn trọng mình, anh em chị em nhà tôn trọng mình, bạn bè mình tôn trọng mình, nó trở thành một cái động lực khiến các em hoàn thiện hóa bản thân của các em về mọi lĩnh vực, kỹ năng giao tiếp, vân vân. Giống em nói. Thứ tư, mối quan hệ với người khác. Cái việc mà Hồ Đắc Quyên mới nói hồi nãy rất là đặc biệt, là trong quá trình thực hành em cần phải có trải nghiệm. Thầy khuyên các em phải có trải nghiệm, phải có sự thấu cảm, phải sự đồng rung cảm, đồng cảm với người bệnh, cái nỗi đau, nỗi khó khăn của người bệnh, thực sự mình có một cái sự rung động. Chứ còn mình cứ xem kệ họ, họ phải chịu đựng như vậy, thì thật lòng nó tạo nên cho các em một cái thái độ, một cái tư thế sau khi các em ra trường trưởng thành, nó không phải là một cái điều mà những người bệnh mong muốn. Cái đó thật sự là quý hiếm và cần, các em cần có điều đó. Sự đồng cảm, sự thấu cảm, sự chia sẻ, rung cảm được cái cảm xúc của các em trước những nỗi khổ, nỗi đau, những cái hành hạ của cái vấn đề hành chánh, của vấn đề bệnh tật của người bệnh. Như thầy cũng nghĩ là Vũ hồi nãy nói về bảo hiểm y tế, thấy sự bất công rồi này nọ vân vân, hay những người bạn khác nói lên những cái điều mà chưa có đúng, đó là sự rung cảm thực sự. Nó làm cho mình phải suy nghĩ, mình tìm một cái lối thoát, mình tự quyết định sau này mình sẽ gặp những hoàn cảnh đó mình sẽ làm cái gì. Đôi khi là những cái điều đó nó không có quy định trong cái những cái pháp luật chẳng hạn. Thầy kể em các em một câu chuyện bản thân của thầy thôi. Lúc đó thầy đang làm sở y tế vào khoảng năm 2000, thì tình cờ thầy đọc trên báo Tuổi Trẻ có một cái dòng rất là nhỏ, là một tập đoàn lớn, họ tập đoàn này nó luôn mua bán những cái trang sức rồi những cái mỹ phẩm hay gì đó của nước ngoài, nó cho ngành y tế 1 tỷ đồng một năm để thực hiện một số dự án mà có ích cho xã hội, ích cho người bệnh. Thì thầy tình cờ đọc được cái dòng đó, thế là thầy là động não, thầy làm điều gì? Thế là thầy nghĩ có những cái tồn tại mà trong ngành y tế không cover được. Thứ nhất,
là viện phí, thứ hai là tính khẩn cấp của tình huống bệnh tật. Một người bệnh đi vào cấp cứu, đôi khi cái thuốc trong bệnh viện không có đủ và người bệnh phải trả tiền, bỏ tiền để mà có thuốc đó. Cái nhà hiệu thuốc bệnh viện của bệnh viện bán luôn đó, chứ không phải chạy ra ngoài, mà phải có tiền trả mới có thuốc cung ứng. Thì những trường hợp họ không tiền thì sao? Không để chết à? Và cái tình huống tức thời đó, bệnh viện lại thay đổi, cái thuốc này mắc tiền quá, kiếm cái thuốc khác thay thế để nằm trong bảo hiểm, nó lại ảnh hưởng đến lợi ích của người bệnh. Thế là thầy đưa ra cái dự án là hỗ trợ khẩn cấp trong những cái tình huống đó đối với một số bệnh viện như sau. Thứ nhất là bệnh viện Nhi Đồng, Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2. Thứ hai là bệnh viện tâm thần, tại vì thầy cũng có liên quan đến tâm thần cho nên. Thứ ba là bệnh viện Ung Bú. Ba bệnh viện đó thầy triển khai cái quỹ gọi là đáp ứng vô những tình huống khẩn cấp cần cấp cứu. Thứ hai là các em biết đó, là thầy nhìn thấy những cái nỗi đau mất người thân đó, trong những người trong bệnh viện. Thời sinh viên đi tập hay đi làm, thầy cũng thấy những người thân mất. Có những người nghèo mức độ là không có tiền để thuê xe để chở người nhà mình đi về, hay là một cái quan để mà đưa người thân đi về xa xôi ở tận miền Trung hay tận Nữ Cà Mau, vân vân. Thì thầy nghĩ là mình phải có vận động được một cái quỹ để đáp ứng được cái nhu cầu đó đối với những người nghèo thực sự. Sự mất mát của họ đã đau khổ lắm rồi, mà bây giờ họ đã rớt trong tình huống nan giải là không biết người thân của mình trong nhà xác đến bao giờ được đưa đi, hay là làm thế nào khi người thân mất đi rối ren lắm. Đấy là cái dự án thứ hai, là hỗ trợ cho những cái tình huống nghèo khó khăn khi chuyển bệnh hoặc là đưa người đã mất đi về nhà. Thì khi thầy đưa hai cái dự án ra viết để gửi công ty đó, nhanh chóng trong vòng 2 ngày sau là nó approve liền, nó cho phí hoạt động để hai đó triển khai. Thì cái dự án nó kéo dài được vài năm rồi, nhưng mà họ không tin cậy người thực hiện cái đó, bởi vì thầy chỉ là người đưa ra thôi, thầy đâu có đi xuống bệnh viện hay là quản lý cái đó nổi. Thế là họ ngưng lại, bởi vì cái tính minh bạch rõ ràng chưa có. Đó, khổ như vậy. Đó, để các em hiểu được cái ứng dụng thực tiễn trong cái đời sống học viên của mình. Ngay thời gian sinh viên các em có thể trải nghiệm và thấu hiểu được, khi các em ra trường hành nghề thì các em sẽ thực hiện những cái ước mơ hoặc những cái trải nghiệm mình trong quá trình mình đi học. Vậy ha, thì bài học hôm nay đến đây là hết. Cuối cùng thầy muốn đưa một cái thông điệp: con người có tiến bộ đến mức độ nào thì cái vấn đề cảm xúc con người nó vẫn còn hạn chế, mà cảm xúc của con người nó dẫn đến sự hòa hợp giữa cái hạnh phúc an lạc của bản thân mình và người khác là có sự khác biệt. Khi nào con người có một cái sự mẫu đồng nhất chung về những cái mục tiêu của cuộc sống một cách rõ ràng, mình mạch để đạt được điều đó, thì con người mới đạt được cái sự hòa đồng, mới có sự thương yêu hay sự chia sẻ công bằng hợp lý với nhau được. Thì tình thương yêu đó là một cái mấu chốt mà từ ngàn xưa các tôn giáo, các bậc tôn sư, Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu hay là bậc tổ gì cũng đưa đến cho nhân loại một thông điệp là hãy yêu thương nhau. Hãy yêu thương nhau chính là cái chìa khóa để mà chúng ta vận hành được cái hoạt động về nhận thức, trí tuệ, vân vân. Nó là một cái tấm phao hay là một bức đệm để chúng ta hóa giải những cái tình huống mà chúng ta cảm thấy là mâu thuẫn, hơn là chúng ta sử dụng cái lý luận, lý trí để phán xét. Bài học hôm nay đây là hết ha. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Thầy xin lỗi là kiếm hơn thời gian hơn nhiều các em. Em thấy hài lòng bài học hôm nay không? Nó cũng giúp ích cho các em trong thực tiễn rất nhiều. Rồi, các em hài lòng thì các em thả tim cho thầy biết, cho thầy được khích lệ. Hiện nay còn có 430 người thầy. Dạ không thả tim được, nhưng mà em rất là cảm ơn thầy. Có em nào muốn chia sẻ quan điểm của các em sau khi mà học bài hôm nay không?
nó giúp em được nhiều không? Trong một số tương tác thì thầy không biết hết các em, nhưng mà thầy đánh giá cao với các bạn đã tương tác với thầy. Đều có một cái nhận thức rất là hoạt động tâm lý rất là đúng đắn, thể hiện lên một cái sự tiến bộ phát triển ở lứa tuổi các em. Thời có các em mà thời xa xưa thì các bậc của thầy không có đạt được như các em đâu. Một số bạn khác đừng có cho rằng chúng ta học bài chỉ là kiến thức, mà thầy mong rằng chúng ta phải phát triển cái đó xa hơn nữa, mang ý nghĩa giống như một cái chất lượng trong cái cuộc sống của mình, thì nó sẽ giúp được các em nhiều hơn. Vậy ha, thôi thầy cảm ơn các em, thầy chia tay các em nha. Dạ cảm ơn thầy. Dạ cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Dạ cảm ơn các em.